Hello mọi người nha. Tóc này xù quá chị. Xem livestream thấy em chấm bài đi các chị ơi. Xem livestream chấm bài em với nhá. Chị ơi đặt thêm sợ không kịp đâu chị ơi, dồn đơn khác cho em đi. Sáng nay chốt đơn phát đi hàng luôn rồi chị ạ. Mới biết là like có like được không, em đang nhà em đang hỏng wifi. Áo yếm thì sợ không kịp rồi chị ơi, áo yếm nhà em hôm nay mới về hàng không kịp dồn rồi. Đặt lại đơn mới cho em với. Ôi, tóc hôm nay xù quá. Săn tít lên đỉnh luôn. Minh Nguyễn á, emo kiểm tra đơn chị ơi, quần phòng nhà em sẵn hàng rồi. Chắc là do lý do là hàng nó về chậm đấy chị ạ. Với cả đợt nghỉ lễ nhà em bên vận chuyển người ta nghỉ 2 hôm lễ là không giao, nên là các chị mình, những chị nào mà đừng, có những chị rất là buồn cười nhá. Cái ngày lễ là ngày quốc khánh cả nước người ta nghỉ. Thế này ai mà người nhà mà làm việc mà check tin nhắn cho các chị được, em cũng đã báo nghỉ 2 ngày rồi. Cứ đi đặt vào những cái ngày lễ xong bảo là 2 ngày mới thèm check tin nhắn. Nhà em bên giao hàng người ta cũng nghỉ lễ hết. Nói chung là đấy là ngày nghỉ của toàn dân rồi. Có shop nào làm thì người ta làm thôi, còn đa số là đều được nghỉ hết. Hôm nay nhà em bắt đầu mới làm việc lại đi các chị ơi. Nhi khôi, tất cả những đơn nào mà không nhận được hàng ebook kiểm tra đơn chị ơi. Áo lơ cầu vai là cái gì hả chị? Đây quần phòng hôm nay. À thế chắc chị đặt cái size ML. À có thể chị đặt size L rồi. Size L hôm nay nhà em mới về hàng. Thì hôm qua em mới về hàng thì chắc là mới đi hàng thôi chị ơi, cố gắng đợi giúp em nhá. Áo xanh ngay giữa phía trên cùng á, đấy là áo hoa trà chị ơi. Đây các mã sau lưng đây. Khổ thế nhở, bà Nhi Khôi bảo inbox kiểm tra đơn. Không ngồi like mấy tiếng đồng hồ nói giả này để mà em bán cho vui à các chị, mà bảo nó gọi đi chốt đơn không gửi hàng. Có thể đơn nó có trục trặc vấn đề hết hàng hay gì đấy thôi, chứ bán hàng lại không gửi hàng thì em bán làm cái gì các chị, em ngồi em like mấy tiếng đồng hồ làm cái gì? Chưa kiểm tra đơn đã cứ lên đây cứ nói liên tha liên thuyên, mất bao thời gian. Em đã bảo là inbox em kiểm tra đơn để xem lý do làm sao. Chưa gì mà cứ nói nhiều khó chịu cũng chịu được. Có chị ơi, cổ vét em về đủ màu rồi chị ơi. Những cái vấn đề về đơn hàng kiểm tra đơn, inbox riêng em kiểm tra đơn. Còn những bạn đừng lên đây kiện em làm gì, cứ ai bán hàng mà chả phải có thời gian bị gọi là chậm hàng đấy, chuyện bình thường. Có thể là hàng nó về chậm mất khoảng 3-2-3 hôm thì em bị gửi chậm, em có gửi hàng các chị là được. Còn cái mà hết hàng rồi thì thôi, chứ còn phải inbox mới biết được. Bên em ngồi live em cũng chả kiểm tra đơn nữa chị đâu. Còn những cái bà lại còn như thế này cơ. Ngày lễ cứ đi nhắn vào cái ngày hôm 30 tháng 4 một năm xong bảo không check tin nhắn, xong rồi lên đơn xong rồi lại hủy. Em rất là khó chịu với những cái bà như thế luôn ý. Hôm nay nhà em nghỉ lễ, em đã thông báo luôn là nghỉ lễ đến mùng 2 mới làm việc. Đấy là những cái đơn hàng trước ngày 29 là chưa đi, hôm nay mới đi các chị nhá. Kể cả em giao bên vận chuyển người ta cũng chưa có giao đâu, hôm nay bắt đầu mới vận chuyển, bắt đầu mới làm việc để vận chuyển đơn hàng. Chứ còn các chị mà cứ đòi hỏi 2 ngày lễ giao hàng các chị không có đâu. Vui bực lắm chị ơi, thật em thấy em muốn lên em nói cho mấy cái bà một trận luôn. Cái bánh gai em để đâu hết rồi? Mang mới cho bà Phương về hết rồi gì đó. Xem tất nhiên được kiểm tra hàng của chị, được kiểm tra hàng chứ nhận không trả phí ship ạ. Có những chị rất là buồn cười nhá, ngày hôm nay em đã thông báo là nhà em nghỉ lễ 2 ngày, em bảo các chị có được nghỉ lễ không, có ai là người không được nghỉ không, ngày làm công ty rồi làm tự do người ta thích nghỉ làm đâu, nếu mà công việc tự do thích nghỉ thì nghỉ, mà không nghỉ người ta làm, nhưng mà đấy là ngày nghỉ của toàn dân rồi, em cũng phải có ngày nghỉ ngơi. Bây giờ bán hàng cứ đòi là phải ngày 2 ngày lễ là phải ship thì không ai, người ta gọi là phải check tin nhắn với phải ship đơn hàng trong 2 ngày đấy với shipper giao 2 ngày đấy không có đâu. Đấy, áo đỏ sau áo đấy là áo hồng chị ơi. Cảm ơn chị nhá. Đấy các chị thấy không, vest cộc chất đẹp lắm này. Có 115.000 em đã bán rất là rẻ rồi, còn vấn đề chậm đơn, có thể là hàng nó về chậm thì em hoặc là bị hết hàng gì đấy, bên em cũng có liên hệ một vài chị, nhưng mà đợt này nhân viên là bị thiếu nên là em cũng không thể gọi hết cho các chị được, em chỉ gọi những chị đang cọc tiền thôi. Áo đây các chị ghi mã hàng, áo nơ ngực nhá. Cái này tặng kèm cái tag lơ đá rất là xinh. Áo này em làm 155.000 một áo các chị ơi. Áo nơ ngực 155, bọn này mã mới.
cái vấn đề chậm đơn hàng nó là chuyện hết sức bình thường. Những đơn hàng nhà em bán số lượng nhiều nên là hàng nó hàng Quảng Châu nữa, nên là cái hàng loại tắc biên về nhiều khi nó chậm mất 2-3 hôm, gửi chậm mất 2-3 hôm là em dự kiến giao cho chị từ 3-5 ngày, thì có thể là có những chị một tuần nhận được hàng, thì đấy là chuyện bình thường thôi. Tại vì các chị mua hàng online nhiều khi này là không thể làm mà sẵn hết được để cho các chị đi hàng luôn được, em chỉ sẵn một số lượng nhỏ thôi ấy. Ok rồi nhá chị nhá. Đấy, ví dụ là sẵn 100 chiếc nhưng mà các chị đặt quá 100 chiếc thì những chị còn lại sẽ trong trường hợp là dự bị đấy. Áo yếm sẵn hàng chị ơi 85.000. Chị nào mà mình đặt lỡ đơn đặt rồi chưa kịp dồn thì đặt lại cho em nhé. Có những bà lại còn như thế này cơ, em đến chịu luôn. Không biết là nhân viên chốt có phải là do bị sót đơn hay gì không. Em đã bảo là nhận hàng xong những cái chị bị không kịp dồn ấy thì thôi nhận hàng lỡ gửi rồi nhận trước đơn sau em đã miễn ship cho, mà vẫn cứ không chịu, vẫn cứ đòi là đủ hàng thì mới nhận cơ. Những cái bà thấy lần sau không, em không bao giờ em phục vụ nữa. Của sóc tím bao nhiêu, sóc tím kia của em nhưng mà cái đấy em chỉ còn có 3 cái thôi. Cái đấy của em là hàng 140. Em chỉ còn có 3 cái thôi. Có cái màu sóc hồng hồng này thì em có nhiều này. Bắt đầu lên hàng các chị ơi, áo nam mặc người chốt đơn đi. Áo mặc khi mã hàng áo nơ ngực em có 3 màu nhá, giá 155.000. Đây con áo vest cộc nhà em đây, chất đẹp các chị thấy không? Có 115.000 một cái nhá. Thôi các chị nhá, 115.000 ghi mã hàng là áo vest cộc cho em nhá. Đây là màu xanh dương này, đây là màu đen này. Đây là màu cam này. Màu hồng này. Màu trắng này. Đây cái màu này các chị ghi là màu xanh cổ vịt cho em nhá. 115.000 một áo các chị ghi mã hàng áo vest cộc nhá. Em qua mã áo nam mặc các chị lên đơn cho em nhá. Những cái vấn đề đơn hàng cứ inbox cho em đi, em kiểm tra đơn, có vấn đề gì mình giải quyết riêng. Còn lên live em chỉ là bán hàng, em chỉ livestream bán hàng thôi chứ không ấy đâu. Vâng, cảm ơn chị ở đây ẩn bình luận bảo sao ở đây không thấy ai, không thấy ai comment. Check inbox lâu đấy là đấy là nhà em không check tin nhắn đấy chị ạ, tại vì là check là thường hay bị trùng đơn. Đấy, các chị cứ check song song đơn đi, ví dụ là có những chị đang gọi điện xong này cũng lại nhắn tin lần nữa, em toàn gửi 2 lần thôi. Có đã có chị nào trường hợp em gửi 2 lần chưa? Đấy, gửi 2 lần cái là tiền ship 2 chiều, tiền hoàn, một đống hàng tồn này, bên em chịu hết luôn ấy. Đấy, bảo sao ẩn hết bình luận rồi. Áo cam nhà em có màu áo cam màu khác không? Áo cam nhà em kia, áo Chanel có đủ màu chị ơi. Thôi từ từ em bình tĩnh để em đọc bình luận đã các chị ơi. Vừa lấy nhà em ấy, inbox nhà em hiện tại bây giờ là đang quá tải các chị ơi. Ngày nào cũng thế nha các chị bảo rồi. Lần nào lên live em nói rồi, đặt hàng trên live, đợi điện thoại nghe máy là đi đơn nhanh nhất các chị nhá, đừng nhắn tin. Vét cộc nhà em là 115. Đây con áo đang mặc các chị ghi là áo nơ ngực cho em nhá, 155.000 một áo. À 150.000 đi. Thôi bán trên live 149 cho các chị này. Đây tặng kèm cái tag lơ rất là xinh, cái tag lơ này các chị mua ngoài trị giá tầm khoảng 15-20.000 này các chị này. Áo cam đủ màu chị ơi. Áo vest cộc 115 chị ơi, áo tay bồng to màu nâu á, hồng nâu em không nhớ chị ơi, tí em like có thì chị chốt nhá. Áo cam đấy 115 thôi chị ơi. Đây các chị chốt mà áo đang mặc đi mọi người. Ôi, này tóc em xù quá đây nào. Từ đầu like cứ vứt mãi mà nó chả vào lớp gì. Đây áo đang mặc các chị mã hàng áo nơ ngực cho em, con này có SM dưới quần khoảng dưới 60 cân các chị vừa nhá. Chất liệu nó giống chất liệu mã hàng áo xinh nhá. Vâng ok chị, không đấy em nói nhiều chị thôi, nhiều chị khó chiều lắm. Gọi chốt hàng là đi hàng rồi chị ơi, nhưng mà qua lễ bắt đầu người ta mới giao. Ví dụ những cái đơn hàng có chị đặt hàng từ hôm 27 thì 28 29 em mới đi hàng, bởi vì nhà em mất một hôm 27 đặt hàng này. Mất một hôm 28 mà gọi điện mà 28 gọi chưa chắc đã hết đơn cơ. Đấy 29 mới gọi xong lên đơn, nói chung là có khi là hôm nay bắt đầu mới đi hàng đấy các chị ạ. Em có em gửi trước từ hôm ấy rồi, chỗ khi hôm nay có những đơn hôm nay mới đi hàng các chị đặt từ hôm 27. Tại vì là thời gian gọi điện này, thời gian lên đơn này. Đấy xong nó còn theo quá trình đóng hàng mất một ngày luôn rồi, nên là các chị thành ra là không phải là bắt đầu gọi điện phát là em gửi hàng luôn đâu các chị ơi. Áo cổ hoa ghi là 130 chị nhá. Áo yếm nhưng mà 85.000 tiếm lên cho. Áo sóc đen treo bao nhiêu? Sóc đen Chanel lụa kia là 160 chị ơi, 160.000 thôi. Đấy, các chị chia sẻ like nhá để đỡ bị ẩn comment nhá mọi người. Cảm ơn chị Phương Liên nhá. Đây các chị nhá. Con này các chị ghi mã hàng là áo nơ ngực cho em xinh lắm mọi người ơi. Cái này các chị nhìn này, cái kiểu áo nhìn này thiết kế rất là sang nhá. Đấy hai cái vạt duy băng này. À không phải duy băng đâu, đó là kiểu tắc ta ấy. Đấy nó mix vào tặng kèm cái tắc lơ rất là xinh, có 150.000 thôi các chị ơi. Áo xanh rồi từ để em lên cho. Rosy đơn của chị đi rồi chị ơi. Áo xanh này á, áo này là hoa trà đấy của em là 140 chứ đợt này nó tăng giá rồi, 135 đi. 135 đi. Em cao 1m6 nặng 54 cân chị ơi. 1m6 254 cân. Của sóc tím kia nhà em thì còn có 3 cái thôi các chị nhá. Đây, cái sóc tím đậm còn 3 cái, của xếp sóc hồng hồng nhạt này. Sóc hồng này thì em có đủ màu, hai màu đấy chênh nhau một tí. Đấy cái kia còn 3 cái thôi. Cái đấy em là hàng free size các chị nhá. Cái hàng này của em là hàng free size vì nó là lưng thun kèm đai. Đấy, cái này không biết là cái này có size không. Không, tất cả đều free size các chị ạ. Không thấy nó ghi size. Đây quần này của em là sale các chị trên live 100 chưa nhận được á. Thủy Ly chị ebook kiểm tra đơn, tất cả những đơn chưa nhận được hàng ebook kiểm tra đơn các chị ơi. Áo đang mặc em là 149.000 các chị nhá, ghi mã hàng áo nơ ngực mã mới hot nhất luôn các chị. Con này mặc sang chảnh lắm mọi người, nó thật là về nó sẽ sang hơn là về độ trẻ, nó sang sang chảnh ấy.
nó mặc các chị mặc đi làm nhá, rất là sang luôn, lịch sự sang trọng. Áo mặc 149 ạ. Cái áo đỏ quần trắng không phải đỏ đâu, đấy là màu hồng chị ơi, đấy là màu hồng đấy ạ. Rồi em qua mẫu nhá, nói chung hôm nay nhiều hàng hot lắm các chị ơi, từ để em lên lần được các mã nhá. Nơ ngực ok, mà các chị lên đơn mã hàng nơ ngực đi, xinh lắm, số lượng khoảng tầm nói chung là xấp xỉ các màu tầm khoảng 100 chiếc, tính ra mỗi màu được khoảng tầm hơn 20 cái thôi, không có nhiều đâu các chị nhá. Cái này nhá hơn 20 cái, 30 cái được cái tính như thế không, cho sạch bây giờ không còn cái đồ nữa. Trời ơi, nói bé ít thôi. Cái này màu đen màu nâu với cả màu em mặc nó là màu đen màu xanh với cả màu nâu nhá, 149.000 SM dưới 60 cân. Áo xanh treo phía sau, đấy là áo xinh chị ạ. Áo xanh đấy là áo xinh, giá cũng là 150.000 các chị nhá, cũng có 4 màu luôn. Đây áo xinh này em về đủ màu dưới 60-62 cân. Quần năm mặc em có 2 loại nhưng mà em đang còn mỗi loại một thôi chị ơi. Quần mặc là 100-160, nó còn mỗi loại một là hàng 2 lớp thôi, còn loại em mặc nó là hàng 1 lớp. Sóc tím mã gì, cái màu tím kia em chỉ còn 3 cái thôi. Còn cái màu hồng này, thì nó sẽ còn nhiều các chị nhá. Chốt hàng rồi mà khổ lắm các chị ơi, inbox đi mọi người ơi, em đang tập trung bán hàng, cứ kiểm tra đơn, bây giờ em làm gì mà kiểm tra đơn được tầm này. Inbox mới biết được là chị đặt cái gì, chứ lên đây em biết làm sao các chị đặt được cái gì. Mấy bà tất cả kiểm tra đơn inbox cho em nhá, để em tập trung em bán hàng. Cái áo hồng cổ trắng là 130.000. Có vấn đề gì inbox em kiểm tra đơn, cái gì ra cái đấy, cọc tiền các thứ em sẽ gửi hàng chứ mày không gửi. Nên là đừng có chị lo cọc này. Còn những bà đặt hàng hôm 27 này còn đòi nhận trước lễ thì em cũng chịu luôn ý. Vừa đặt xong rất các bà cứ nghĩ như kiểu là đặt hàng một cái rất lời cái là hàng đi luôn không bằng ý. Em đặt hàng em phải đặt hàng, nó phải đóng hàng theo ngày. Đấy một ngày đi bao nhiêu đơn, mấy trăm đơn thì nó phải đóng hàng mất nguyên một ngày rồi. Làm sao mà gọi là siêu tốc độ được mà các chị đòi hỏi kinh khủng luôn ý. Sóc nâu á, áo nâu ngực là 149 chị ơi. Sóc nâu kia là áo quần phồng chị ơi, quần phồng là 160 nhá. Quần tím từ quần đấy em còn 3 cái, em không chốt nữa đâu, quần đấy em còn có 3 cái thôi. Quần sóc đang mặc thì nó chỉ còn hàng loại 2 thôi, hàng loại 1 thôi. Áo mặc các chị lên đơn áo nơ ngực cho em đi, màu đen, màu xanh, màu nâu, SM dưới 62 cân nha. Con này form nó khá là rộng. Áo mặc là 149 các chị nhá, 150 ấy, tóm lại 150 ấy. Đấy cho các chị nghe đỡ nhầm. Đây. Đây hai bạt này nó đấy này, có cái nơ rất là xinh nhá. Áo mặc 149.000 SM dưới 62 cân. Đây quần đang mặc em chỉ còn loại 1 thôi, loại 1 là hàng 2 lớp như thế này. Đấy, còn em mặc ra quần loại 2, nói chung là form nó như nhau, nó khác nhau mỗi là hàng 2 lớp thôi ấy. Nhưng mà tại vì cái hàng loại 1 này em hết size to rồi nên là em phải mặc cái hàng loại 2. Loại 2 rất là đẹp luôn đấy các chị nhá, 160.000. Set tím sau nhé, em không có size L, chỉ có quần free size dưới 58 cân chị ơi. Cái quần phồng là quần đang mặc đấy các chị, 160.000 các chị ơi, hàng 2 lớp nhá. Ok, các chị lên đơn không có size L các chị ơi, áo em mặc chỉ có SM thôi. Quần nó mặc các chị ghi là quần phồng trơn đi ạ. Quần mặc các chị ghi mã hàng là quần phồng trơn cho em nhá. Nó là hàng nó khác nhau mỗi là một lớp với hai lớp, còn lại nó rất form lên như nhau hết luôn các chị ơi. Ghi mã hàng quần phồng trơn là được. Áo nơ ngực nâu ok chị, nơ ngực em mặc các chị ghi là nơ ngực nâu nhá. Ngoài ra có các màu là màu xanh, màu đen. Có các màu nhỉ? Đâu nhỉ? À đây. Em mặc sang màu khác nhá, em có màu xanh, màu đen nữa các chị ơi. Con áo này hot lắm luôn ý, chất rất là đẹp luôn mà giá chỉ có 149.000 thôi các chị ơi. Này quay mã nhá. Ok Phúc Lâm, quần em mặc các chị nhá, ghi mã hàng là quần phồng trơn. Còn cái kia các chị ghi là phồng LV hoặc là phồng GC nhưng em bảo em sẽ gửi ngẫu nhiên nhá. Bởi vì là hai cái họa tiết này nó không có đủ size đâu các chị ơi. Em sẽ giao ngẫu nhiên, nó khác nhau mỗi là một cái là hình GC, một cái là hình LV này. Tại vì là có cái thì nó còn size, cái thì có nó còn size S, cái thì còn size M, nó không có đủ size nên là các chị mình cứ đặt ghi là quần phồng GC cho em nhá. Em có thể gửi LV đấy bởi vì là hàng quần tặng hết rồi chị ơi. Em qua mẫu nhá. Không, em đã bảo rồi, đã bảo quần phồng nhà em hết hàng, nó chỉ còn hàng 2 lớp thôi. Cái hàng 1 lớp này em mặc mẫu này các chị để xem form thôi. Form nó như nhau hết, nó khác nhau mỗi 1 lớp với 2 lớp. Cái này nó còn mỗi size S nó không mặc được nên là em phải mặc cái size hàng loại 2. Còn bây giờ nó chỉ còn hàng loại 1 là 160 thôi, hàng loại 2 hết hàng rồi các chị hiểu không? Sơ mi mới thả đó bao nhiêu? Sơ mi mới thả là cái sơ mi gì? Các chị ơi cứ dưới 62 cân là chốt đơn, còn mặc size gì đấy việc của nhân viên nhà em sẽ tư vấn cho các chị sau nhá. Áo nơ ngực lên đơn đi các chị ơi, áo lên nơ ngực nhá. Chân váy bò không bán chị ơi, chân váy bò có mỗi cái thôi. Áo nơ ngực 149.000. Có màu xanh, màu đen, màu nâu nhá. Các chị đặt hàng lên số điện thoại là có đơn. Áo hồng sau ghi mã hàng là áo cổ hoa SM dưới tầm khoảng 58 cân các chị nhá. 60 cân thì phải tùy cân nặng cơ. Rồi em cũng lên các chị áo nơ ngực màu xanh mọi người chốt nhá. Áo nơ ngực 149 đi các chị ơi.
Nơ ngực 49SM dưới 62 cân, cứ trong khoảng cân nặng 40 cân đến khoảng tầm 62 cân là chốt đơn các chị nhá. Còn mặc size gì hay là các chị gọi là cân nặng như nào, mặc size như nào, đấy là việc của nhân viên, thì em sẽ tư vấn cho các chị trong ngày mai. Còn bây giờ các chị chỉ việc chốt đơn lên số điện thoại thôi. Còn mai muốn tư vấn như nào đấy việc thì các chị cứ hỏi nhân viên nhà em nhá. Rồi ok, chị áo nơ ngực lên màu luôn đi các chị ơi. Em mặc là màu xanh nhá. Nó rất là kiểu nhẹ nhàng luôn các chị nhá. Nhẹ nhàng, sang, mặc kín đáo lịch sự. Tóc này xù nó bền bệt. Màu xanh này, màu xanh, màu đen. Áo này các chị ghi là áo crop top. Áo này là crop top 115.000 dưới 54 cân. Crop top 115. Quần phồng em bảo nhá, quần phồng GC là dao ngẫu nhiên, không phải là đặt hình nào cũng dao hình ấy đâu. Vì cái này là hàng Quảng Châu, nó về theo đợt, nó không về cố định một hình đâu các chị nhá. Đây là hình, có thể hình GC nó chỉ còn SM, còn hình LV nó sẽ còn size L đấy, ví dụ như thế. Nên các chị mình đặt hàng sẽ gửi hai hình ngẫu nhiên đấy nhá. Kỹ gì nghỉ lễ 2 ngày mà em ơi. Nâng ngực xanh ok, chị lên số điện thoại luôn đi các chị ơi. Quần phồng GC này nhớ cho em là giao ngẫu nhiên hình nhá, không phải là đặt hình nám gửi hình LV. Mạng yếu rồi đây này. Nhà em mới có like được không này, nó cứ bị chậm ấy. Áo lớp thô vải đấy, áo cổ vét, mã hàng là áo cổ vét cho em nhá. Sơ mi túi từ từ đã chị nhá. Đây ghi mã hàng là quần phồng cho em. Đây là GC, đây là LV, nhưng mà em sẽ giao ngẫu nhiên hình. Không phải là đặt hình nám gửi đúng hình đấy được đâu, bởi vì cái hình này, hàng này nó không có đủ size các chị ạ. Rồi hôm qua các chị mã tiếp theo nhá, áo cổ vét này. Đây áo cổ vét đây các chị ơi. 62 cân mặc được chị ơi. Mọi người xem mạng có ok không? Tại vì đợt này thấy đăng like nó lại dừng, nó bảo là đừng chuyển mạng không ổn này. Hôm nay mạng yếu quá. Đấy là còn mắt xem nó cứ đứng hình từ lẫy giờ, không biết là máy nó kiểu gì cơ, không biết bây giờ bao nhiêu người xem rồi các chị này. Chán nhở. Đấy, nó bị ẩn hết bình luận rồi. Ok chị nhá, quần nhà em là 64 cân không vừa. Trời ơi, mạng nó hơi yếu đấy, các chị xem tạm đi. Không thì hôm nay không like được thì cũng chắc là mai không có việc gì làm á. Hơi lag, ừ đúng rồi đấy. Tại wifi chị nó hỏng. Hôm nay wifi lúc 5 giờ chiều nó hỏng, chưa sửa được, bắt nhờ wifi hàng xóm đây này. Nhưng mà nó hơi bị lag. Quần phồng 160 chị ơi, phồng trơn là 160, phồng LV cũng là 160 các chị nhá. À gần, ừ rồi, đúng rồi. Khổ, giờ này hôm nay là tương tác kém quá. Đứng hình luôn các chị ạ, áo đang mặc hơi mờ mờ. À rồi ok chị, bây giờ nó vừa bị lag chị ạ. Ok rồi nhá mọi người, đây áo nâng ngực các chị chốt đi, màu đen màu nâu với cả màu xanh nhá các chị nhá. Em mặc lốt có màu đen vì con áo em đang sẵn số lượng nhiều nên em muốn đi hàng gọi là tập trung bán những cái hàng có sẵn. Ok chị nhá, các chị chia sẻ like hộ em để đỡ bị ẩn comment, nên đợt này Facebook nó hơi bị gọi là bị chặn comment, nên là nhiều khi các chị là mình không tương tác là không, em không đọc được comment các chị đâu. Vâng, áo đấy tí em mặc cho, áo đấy nha em mới về đấy chị ơi, hơn 100.000 thôi nhá mọi người. Mỗi người xin nút chia sẻ hộ em cái nên đỡ bị ẩn comment với. Em không đọc được, cứ phải một cái máy phụ để đọc này. Có một mấy bà Điệp Xuân hay gì comment ở máy chủ thấy này, Hoàng Tiết Liên cũng thấy này, còn những cái máy khác là không thấy. Hôm nay tóc cũng đang kiểu dạng rối bời. Đây các chị nhá, đây là áo nơ ngực màu đen, mọi người chốt em mã hàng áo nơ ngực nhá. Áo nơ ngực em mặc là quần phồng trơn, kia là phồng LV nhá các chị nhá. Inbox đi chị ơi, tất cả những vấn đề hàng hóa kiểm tra đơn inbox hết cho em nhá. Rồi em qua mẫu tiếp theo, đây áo nơ ngực đen các chị chốt đi, 149.000 một áo nhá các chị. Em lên các chị mã hàng áo vét cộc đi, lên áo vét cộc cho các chị nhá. Áo vét cộc 115.000. Ok. Các chị ghi nhá, em bảo rồi quần LV em chỉ còn size L thôi. Hình GC thì còn S và M. Đây các chị mình đặt hàng, các chị có thể là mình lấy em giao ngẫu nhiên. Các chị cứ ghi là phòng LV hoặc phòng GC em gửi hàng, nếu mà không đúng hình thì các chị mình cũng phải thông cảm cho em, vì hàng này nó không có đủ size. Nó hình nào cũng đẹp, nói chung là nó theo đợt đi các chị ơi. Đây hình LV này, hình LV này thì nó chỉ còn size L thôi này. Hình GC chỉ còn S và M thôi. Đấy, thế thành ra là các chị chọn hình nhiều khi nó không có hàng để gửi cho các chị ấy. Ok, em lên áo vét cộc không phải xanh lá đâu, chị đấy là mã hàng xanh vịt. Quần phồng em mặc đi là quần phồng trơn các chị nhá. Đây là phồng trơn và đây là phồng dập nổi. Nó có hình LV với hình GC. Hình LV nó chỉ còn size L, nói chung là nó cứ mấy hình nó cứ đảo ngược với nhau, vì cái hàng này Trung Quốc có đóng hàng về, nó không đóng nguyên một hình đâu các chị ơi, nó đóng lẫn lộn xộn hai hình ấy. Thì em cứ sẽ giao ngẫu nhiên nhá các chị, mình lưu ý em nói nhá, giao ngẫu nhiên hình chứ không phải nhất quyết là phải giao hình kia được đâu các chị. Ok, áo cổ vét là 115, bộ tím sau tím lên cho các chị ơi, tím lên cho.
Đấy, chốt đơn ở đây là áo nơ ngực nha các chị nhá. Nơ ngực 149.000 nên áo cổ vét nha các chị nhá. Nơ ngực 149.000 chốt đơn. Áo nơ ngực 149.000 bia lên các chị áo cổ vét nhá. Treo kia không hợp đâu nhưng mà em cho chị biết là cái mã đấy là có. Ôi dồi ôi, chiều ngày 29 đi ngày hôm nay rồi, tất cả những đơn chốt đơn từ ngày 29 hất đi thì đến ngày sáng nay bắt đầu mới đi hàng. Em giao cho bên đơn vị rồi nhưng mà người ta cũng không có giao luôn trong ngày lễ đâu, người ta phải để qua lễ người ta mới giao cơ các chị nhá. Nên là đừng chị nào mà nói cái lý do về em là đặt hàng từ hôm 28 29 mà 3-4 ngày chưa nhận được là các bà ấm ớ đấy. Ngày nghỉ lễ người ta cũng toàn nước người ta nghỉ, ai người ta làm việc đâu mà các chị đòi người ta giao hàng ngày lễ cho các chị. Hôm nay đấy inbox em chửi cho mấy bà đấy. Nói mà em trả ra cái gì luôn ý. Bảo là giao hàng mà đặt 3-4 ngày có bà chơi hệ kêu là gần 1 tuần. Mà trong khi đó mới đặt hàng từ hôm 27. Rồi nhá các chị nhá, mình phải lưu ý cho em có những vấn đề gì các chị kiểm tra đơn hoặc là mình thắc mắc đơn hàng các chị inbox riêng cho em, đừng thắc mắc trên live làm gì. Không ai người ta giải quyết trên live đâu các chị. Ok, Phương Hà em cảm ơn chị nhá. Chị Thanh Trúc em kiểm cảm ơn chị nhá. Áo này của em là dưới tầm 54 cân thôi. Đây áo vét cộc đấy các chị ơi. Áo vét cộc nhà em đây. Hôm nay đầu xù quá. Áo vét cộc nhá, 115.000. Đây là dáng crop top nhưng các chị mặc với là quần cạp cao nó không bị hở đâu. Nói chung con áo này nó cũng không phải là dáng ngắn lắm, nó mặc nó không bị hở rốn đâu. Nha các chị nhá. Đúng rồi, kiện đơn không phải kiện mỗi trên line đâu mà kiện cả inbox luôn ấy. Có vấn đề gì inbox riêng kiểm tra đơn, có những đợt hàng nó bị về chậm ấy thì cũng một đợt này bên nhân viên là gọi điện cho các chị báo rồi nhưng mà nhiều chị không nghe ấy. Đấy, các chị để ý điện thoại mà xem có nhiều gọi nhớ nhà em bên em đấy. Áo 115 ghi mã hàng áo vét cộc cho em 115.000. Em mặc là màu xanh cổ vịt nhá. Xanh cổ vịt này, đây là màu hồng này, hồng phấn này. Đây là màu cam này, đây là màu đen, màu xanh dương, màu trắng. Có cái màu hồng sen nhưng chắc là hết rồi. Có một cái màu hồng sen nữa cơ nhưng mà hết rồi các chị ơi. Áo vét cộc nhá, 115.000 các chị ơi. Chân xét váy jean kia em chỉ bán áo quần, em chỉ có một chân váy có một S thôi. Áo mặc dưới 54 cân các chị nhá. Áo nơ ngực kia thì thoải mái cho em là dưới 62 cân. Đây em treo các chị xem áo nơ ngực màu xanh đấy. Đấy, áo nơ ngực đi các chị ơi, 149.000 nhá. Tiểu thư hết hàng, tạm thời đang hết chị ơi, 3 hôm nữa về hàng. Áo vét cộc mọi người lên màu đi. Đấy các chị mặc lên dáng rất là xinh luôn mọi người nhìn này. Ai nhận hàng con áo này cũng phải khen luôn là nó rẻ, nó đẹp các chị nhá. 115.000. Mỗi cái là form nó hơi nhỏ, dưới 54 cân thôi. Rồi nhá, em đứng cho các chị xem mẫu khoảng tầm 2 phút em bắt đầu em chuyển mẫu. Hôm nay tóc xù quá. Để em qua mẫu khác nha các chị nhá. Đây, vét cộc này, xanh cổ vịt này, màu trắng này các chị này. Đấy, đây là màu hồng nhá mọi người, 115.000. Màu cam này các chị, màu đen với màu xanh dương. Đấy, các chị thích lấy màu nào các chị chốt. Màu hồng sen thì tạm thời đang hết. Hồng sen thì bao giờ em like các chị đang đặt nhá. Tại vì nếu mà bây giờ các chị đặt thì là phải đợi hàng đấy. Đợi khi các chị kêu lâu ấy. Lên số điện thoại là có đơn. Sóc tím kia em chỉ còn có 3 cái quần thôi. Rồi em qua mẫu nhá, em mặc là xanh cổ. Hàng này free size các chị ơi, dưới tầm 54 cân nhá. Miễn là 40 cân, 54 cân. Ôi dồi ôi Thảo ơi. Tao biết ngay mà nhân viên nhà tao nó quên đơn, lúc ấy gửi cùng đơn với cả đơn tao gửi về quê nhưng mà xong nó quên mất đơn của mày đấy mẹ. Mai tao gửi bù cho nhá. Có đặt thêm cái gì tao gửi bù cho. Có gì nhắn tin đặt hàng trên live không em máy nhá. Nhiều khi là dặn chúng nó nói xong cái nó trôi đi luôn, nó không nhớ ấy. Bữa nay nó lại nhét mỗi cái áo của cái xuân rồng thôi. Quần mặc nhà em có đủ size chị ơi, 160 hàng 2 lớp ạ. Vét cộc nhà em nhá, 115.000 các chị, xanh cổ vịt đen cam với cả màu hồng phấn, màu xanh dương. Có màu hồng sen nhưng mà hồng sen đang hết nên các chị mình đặt hồng sen cả màu đỏ cơ. Màu đỏ nữa cơ. Đây các chị màu đỏ này. Đây màu đỏ đây các chị nhá. Cái này em bảo rồi, hàng mới là phải là đi mới đẹp, các chị nhận hàng mình phải là đi qua một lượt cho em nhá, không thì các chị treo lên cái tự rũi ra. Quần mặc các chị ghi mã hàng là quần phồng đấy ạ, quần phồng trơn 160. Để em tí mặc sang quần phồng LV cho các chị xem. Phồng LV nó phồng to đẹp hơn đấy. Đây màu đỏ nữa các chị này. Đấy, vét cộc có cả màu đỏ này. Hàng đẹp lắm các chị nhận hàng. Mình cứ bóc hàng lên kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Nhưng mà đã mua hàng thì em là phải kiểm tra hàng là không lấy trả phí ship em sau mới bán thôi nhá. Đừng ăn phí tiền ship của em làm gì. Phí tiền ship có 30.000 mà mua hàng. Thế khác gì là bom hàng đâu. Có nhiều bà đòi tiền ship không giả cơ. Em gặp nhiều bà như thế rồi. Nhiều bà chảy bữa còn là chị không bóc hàng, chị xem chị không trả ship đâu. Thế mà đều.
Mày ơi lấy cả set là lấy cái gì tao không nhớ đâu. Mày nhớ mã, mày comment mã hộ tao cắm mày ơi. Đây ạ, vét cọc nhá các chị nhá. Em giơ lại bảng màu đỏ này, xanh vịt này, đen này, xanh dương này, cam này, hồng phấn này, với cả màu trắng. Đây bảng màu các chị nhá. Form này dưới 54 cân thôi. Các chị nào cân nặng trong khoảng đấy hãy chốt đơn. Em qua các chị con mã tiếp này. Lên các chị con quần phồng để mặc cho mọi người. Đây cái mã khác này. Rồi ok chị lên. Ok Thảo ơi mày lên số đi mày ơi. Đợi mai nhân viên nó gọi nghe máy xong rồi cho nó cái địa chỉ nhá. Để nó lên đơn nó ship cho. Tại đợt tao hơi bận tao hay quên lắm. Vét cộc trắng màu hường đỗ em xin số. Áo nâu. Áo nâu nâu đen và quần bao nhiêu? Nâu nâu đen là đây á. Cái áo nâu này là giá là 170 chị ơi. Áo nâu đến 170 nhá. Đây là phòng LV này. Phòng LV này em cũng có 3 màu các chị nhá. Màu trắng thì em lại đang hết nên là em mới về cái màu nữa là màu đồng nhá. Màu nâu này. Cái này gọi là màu gì nhỉ? Nó không cũng là nâu nhưng mà nó kiểu nâu nhạt ý. Đây gọi là màu đồng đi các chị, màu vàng đồng ý. Màu kiểu màu đồng đồng ý các chị. Đây là màu nâu nhá. Màu đen nữa, cả màu đen nữa các chị. Có cả đen. Quần này các chị y là phồng LV. Còn cái quần em vừa mặc các chị y là quần phồng sơn. Xanh hoa trà bây giờ lên nhá chị ơi. Đây. Em có cả phồng này nữa này, phồng đen nữa này các chị này. Đây, em mặc các chị y là phồng LV, mặc cho các chị với cả con áo gì nhỉ? Đây nhá, áo này đi. Tí lên các chị mấy con áo cá sấu này. Đây là áo cá sấu này, rất là nhiều kiểu. Polo nhà em hay về rất là nhiều hình luôn. Cái polo nhà em là về nó sẵn như mẫu như này. Rồi. Em mặc các chị sang cái mã áo mới nha em này. Em không đọc kịp comment đâu nhá, đặt hàng cứ lên số ok chị nhá. Vét cộc đỏ ok chị này. Em mặc các chị ghi là phòng LV hoặc phòng GC, nói chung em ra ngẫu nhiên hình. Tại vì là cái LV nó chỉ còn size L thôi, còn cái hình GC nó còn SM. Có cái nói chung là nó bị sót, nó sắp màu lộn xộn ấy. Nên là các chị mình sẽ không nhất định là phải gửi một màu ấy. Thế á. Rồi ok, áo đấy tí em mặc cho chị ơi, đợi em tí. Đây con áo này mới về các chị này. Con áo này xinh quá. Áo này nó kiểu tay nó ren ren này các chị này. Nó là phiên bản của cái áo hot này các chị này. Phiên bản của cái áo hot này. Nhưng mà áo hot này của em thì tí em sẽ mặc với quần sóc trắng các chị xem nhá. Áo hot này em là 165, còn áo em mặc là 175. Áo này đắt hơn thì form nó to hơn hẳn luôn. Đây áo hot các chị mình chốt mình lên đơn áo hot nha mọi người, 165.000. Áo hot 165. Đây áo Chanel tí em mặc cho anh, Chanel này đang sẵn rồi, tí em lên cho. Lên đơn mã này cho em là áo gì nhỉ? Áo này có nhiều màu lắm. Có màu đen này, màu đen, màu xanh, màu be. Dây chuyền hôm nay chưa về chị ơi. Polo đồng giá 120 nhá chị nhá. Polo nhà em mấy cái mã kia đồng giá 120 vì cái mẫu đợt này về hàng chất nó đẹp hơn hẳn luôn so đợt trước luôn. Áo này em chưa nghĩ là tên. Gọi là áo pha gen đi mọi người. Đi là áo pha gen cho em. Cổ nó gen này, xong rồi tay nó cũng gen, nói chung con này nó nhẹ nhàng nhá. Nó nhẹ nhàng đơn giản như này thôi. Đây các chị mình mặc đi làm nó vẫn không bị hở đâu vì cái này là dạng kiểu tay hến ấy các chị, mình cũng che vai không bị hở đâu. Áo hot kia nó có hai màu là xanh và trắng. Giá các chị là 165.000. Nhưng em bảo nhá, em nói hôm nọ đã nói like các chị rồi đấy, nhưng lại các chị lại bảo là hàng không giống trên like. Nhiều bà em đã nói đi nói lại bao lần rồi. Đây nhá, riêng con áo hot tí em mặc em sẽ bóc nguyên cái túi ra các chị xem. Nhiều bà bảo là hàng không giống like. Một tại vì nhận hàng nó đẹp nó mướt như này, nhưng mà khi bóc hàng nó bị nhăn ý. Nên các chị mình nhiều bà ấm mớ lắm. Áo đang mặc của em là dưới 65 cân các chị vừa. Ghi mã hàng là áo pha gen cho em. Áo pha gen 175.000 các chị nhá. Kia là 165, cái đắt hơn 10.000, 175. Áo pha gen 175.000, màu xanh này, màu đen này. Với màu em mặc nó là màu be các chị nhá. Áo pha gen con này form rộng. Đây là các chị mình phải từ 42, 43 cân trở lên, mặc được 40 cân mặc sẽ rộng, nó bơi trong áo đấy. Em là 54 cân em mặc đã như này rồi. Đến khoảng tầm 65 cân các chị vừa nhá. Áo pha gen này 175.000 các chị nhá. Màu đen này. Đây của em là màu em mặc là màu đen. Đây em mặc là màu be và đây là màu xanh các chị nhá. Đẹp lắm, màu xanh các chị mặc quần sóc trắng, cứ auto mặc sóc trắng là đẹp. Rồi qua mẫu cho các chị nhá. Áo pha gen kèm màu kèm số điện thoại. Em lên các chị quần sóc trắng để em mặc cho các chị với cả chân váy xếp ly còn em ơi. Cái
cái này không liên quan đến vai em ơi, cái này nó hàng kiểu sát lách nhưng mà nó chờm vai nên thành ra nó che hết cái phần vai của mình rồi, nên là mặc vai to vai nhỏ mặc sẽ không bị lộ đâu em ơi. Áo pha gen nhá, màu em còn ít lắm, mỗi màu khoảng tầm chục cái thôi nên em sẽ qua mã nhanh. Hoa tai em không bán ạ. Quần nhà em là dưới 55 cân thôi các chị ơi, 55 cân quay đầu vừa thôi. Quần này form nó cũng hơi nhỏ. Đợt này hàng mới về toàn hàng form nhỏ ấy. Đấy, quần em mặc là 160, ghi là quần phồng LV hàng 2 lớp các chị nhá. Áo pha gen nhà em là có rất là nhiều màu này, có màu be này, màu đen với cả cái màu vừa nãy em treo nhá. Pha gen này là sale các chị trên live giá là 175.000, hàng form to, rộng. Lên số điện thoại là có đơn các chị ơi. Form này rất là to, rộng, dưới 65 cân các chị bao vừa nhá. Áo pha gen này. Em mặc thử quả màu đen cho các chị xem nhá. Màu đen này mặc cũng đẹp mà các chị. 175 lên số điện thoại nhá, hàng free size, thô mềm em còn, chị ơi thô mềm còn đủ màu nhá. Em sẽ lên lần nữa các mã các chị, hôm nay mạng nó hơi yếu các chị, mình cố gắng là mình xem cái đợt này một tí nữa là không sợ không vào luôn ấy, tại vì cái mạng này em bắt nhờ hàng xóm nó ấy quá, nó yếu quá. Quần em mặc ghi mã hàng là quần phồng GC chị ơi. Em mặc các chị ghi là phồng GC và phồng LV, nhưng mà em gọi là ghi thế thôi. Nhưng mà lên đơn thì các chị gửi hàng em sẽ gửi ngẫu nhiên hình nhá. Các chị lưu ý cho em. Em trước lại em ơi, chị đặt hình LV lại gửi hình GC là em không chấp nhận đâu, cái này em nói rồi nhá. Em sẽ giao ngẫu nhiên bởi vì là cái hàng quần này của em là nó đóng hàng lộn xộn hình các chị nhá. Nó lộn xộn lắm. Cái thì size S thì là LV, GC, cái thì size L là ấy, nói chung là nó lộn xộn, nó không đủ size, không đủ hình đâu các chị ơi. Em sẽ giao ngẫu nhiên. Quần này của em có 2 lớp giá 160 các chị ơi. Hàng nó có 2 lớp mọi người nhá. Yên tâm, bên ngoài bán hơn 200. Shop bò nhà em shop bò không bán đâu, Điệp Xuân ạ. Shop bò đợt này nó hàng Quảng Châu nó tắc biên nó không về được. Áo hồng pha gen sau cái ghi mã hàng là áo cổ hoa chị ơi. Áo mà hồng hồng kia, áo cổ hoa giá 130 chị nhá. Đây pha gen, con này dưới 65 cân bao vừa, các chị mặc lên xinh dã man, con này form to hơn con form áo kia nhá. Đây đẹp lắm các chị ơi, nhìn này. 175.000 áo pha gen nhá mọi người, chốt đơn mã hàng là áo pha gen cho em. Em qua các chị lại cầm áo hot nhá. 175 ghi mã hàng là pha gen chị ơi, pha gen 175. Quần phồng có trắng nhưng mà trắng hôm nay thì em lại không có size, em mặc vừa nên là nó còn mỗi size S em không có lấy về em like, cái nào có đủ size mới like cơ. Nhớ nhá, quần này em sẽ giao ngẫu nhiên là hình LV hoặc là hình GC. Đấy, cái nào em còn hình, còn size nào em sẽ giao sao đấy, chứ em không có dám chắc các chị là sẽ có đủ hình đâu nhá. Cái này em không nhớ không nhầm là hình này chỉ có size L này, hình GC là chỉ còn S và M này. Nó đóng theo bao ấy. Đấy, cái bao này nó về lộn xộn lắm, hai size SM lại hình GC, size L lại hình LV đấy các chị nhá. Ghi mã hàng là quần phồng LV hoặc phồng GC cho em giá 160 ạ. Đây là phồng in nổi. Còn cái áo, cái phồng em vừa mặc đầu like là phồng trơn các chị nhá. Còn mẫu này không, nhà em cái nào mang like thì là còn cái nào không like thì là hết chị nhá. Qua mã các chị con áo Chanel là mặc các chị quần sóc trắng đi, lên con áo Chanel. Để em mặc các chị với quần sóc trắng. Sóc trắng này nhà em bao giờ nó cũng sẽ là sẵn số lượng này. Về hàng về liên tục. Áo kiểu mới hết hàng rồi, bây giờ nó về cái dạng áo xinh rồi. Thật ra là áo xinh với áo kiểu mới là một nha các chị nhá, xinh với kiểu mới là một. Nhưng mà mỗi cái vấn đề là nó khác nhau với hình tròn, nhưng mà đợt các chị thích cái màu hình này đẹp hơn này. Đây là những chị là đặt hàng áo kiểu mới đấy, em sẽ gửi hết hàng áo xinh đấy. Tại vì nó như nhau hết, nó khác nhau mỗi cái hình tròn đi. Nó hết cái kia, hết cái hình kia thì em mới gửi, em mới like sang cái mã kia. Nhưng mà bây giờ cái mã áo xinh này nó lại về đủ hàng rồi, em sẽ chỉ bán mã áo xinh này thôi các chị ơi. Có xỉ đặt luôn trên like đi chị ơi. Áo màu nâu của lô sau lưng em á, áo đấy của em có hai màu là màu nâu với màu trắng ạ, giá 175 chị nhá. Ok rồi, các chị đặt hàng lên số 65 cân không vừa. Quần này cái mặc dưới 55 cân thôi. Áo tay cánh tiên treo phía trên đi á. Cánh tiên là cái nào nhỉ? Từ từ đã, để đây á, rồi tí em mặc cho. Các chị tí em mặc cho. Em lên là được các mã các chị mình chia sẻ like, đỡ bị ẩn comment. Hôm nay Facebook nó bóc, ngày nào cũng thế, bóc tương tác không đọc được comment các chị đâu. Quần vải chun á, quần vải chun là cái gì? À quần vải đụi vải, tí mới có mang cái mã quần vải các chị. Mã này đẹp lắm, đây mã quần vải mới về các chị này. Cái mã này đặc biệt rất là rẻ nhá, có 109.000 một quần thôi. Đây các chị, quần sóc u mì rất là xinh, 109 nhá. Quần này các chị ghi mã hàng là sóc u mì cho em, sóc u mì nhá. Em có màu xanh, màu hồng với màu đen. Quần này em có size từ 40 cân đến khoảng tầm 60 cân nhá, SMLXL các chị nhá, SMLXL dưới 60-62 cân, thậm chí 65 cân. Đây có 3 màu luôn này. Ghi mã hàng là sóc u mì cho em nhá, hàng rất là xịn sò luôn, có 110.000 thôi. Áo mặc nhà em, áo này em có size SM, chị ơi ghi mã hàng áo xinh nhá. Áo em mặc các chị ghi mã hàng là áo xinh cho em, có hai size là size S và size M, dưới tầm 60-62 cân nha các chị nhá.
áo sơ mi màu nâu cổ ren hơn nửa tháng không thấy á. Chị có nghe máy không chị? Nếu mà gọi chốt đơn không nghe máy thì không có đơn đâu. Chị phải nghe máy thì mới có đơn. Đây. Áo này các chị chốt đơn mã hàng là áo sinh cho em đi ạ. Em mặc nó là áo sinh màu nâu này. Đây là áo sinh màu xanh. Đây là áo sinh màu trắng và đây là màu đen nhá mọi người nhá. Áo sinh đi các chị ơi. Umi tí em mặc cho. Chân váy bò sau không bán đâu em ơi, còn mỗi size S thôi không bán. Shop Umi nhà em là 109. Cái này các chị mã hàng là áo sinh nhá. Đẹp là áo này hot. Bán đi bán lại bao đợt mà khách vẫn đặt rất là nhiều. Áo sinh 150.000 các chị nhá. Áo sinh 150. Đấy, chị Chi Thảo đặt inbox là có đơn rồi, đừng đặt trên line nữa chị ơi. Hôm qua đặt inbox là có đơn rồi, đã chốt đơn thì là có đơn rồi, đừng đặt line nữa, đợi trùng đơn gửi hai lần đấy chị ơi. Ok rồi các chị nhá. Thế inbox kiểm tra đơn chị Phương Trịnh ơi. Đây sinh màu đen, màu trắng, màu xanh với màu nâu các chị nhá. Lấy màu nào chị lên đơn cho em mã hàng áo sinh. Kèm màu kèm số điện thoại, con áo này rất là đẹp luôn các chị. Các chị nhìn này, từng cái hình tròn tròn nó may rất là tỉ mỉ này. Đấy, cái lơ tác ta xinh ơi là xinh luôn. Đúng như cái tên gọi luôn, áo xinh các chị ơi. Sale các chị giá là 150.000 một cái các chị ơi, 150.000. Hàng này chất đẹp lắm nên là nó cũng giá này 150, bên ngoài bán hơn 200 đấy các chị nhá. Rồi sau Umi tí em lên các chị, em mặc thử các chị sang sau Umi nhá. Umi em sẽ mặc cái màu khác cơ, mặc màu hồng hay mặc màu đen để cho các chị nhìn nó đẹp ấy, chứ còn màu đen à màu hồng hay màu xanh ấy. Màu đen thì nó quá bình thường rồi. Đây được không? Em mặc các chị con sọt Umi mặc với cái con áo Chanel nhá. Còn màu hồng này thì sợ nó không hợp. Đây là hồng cẩm. Hồng cẩm với hồng sen nó không hợp đâu các chị ơi. Em sẽ mặc sọt Umi màu xanh các chị với áo Chanel. Áo xanh đi, áo xanh là áo gì chị của em không bán quần ống suông chị ơi. Áo xinh đi các chị ơi. Đấy 2 phút để các chị chốt đơn. Chia sẻ like để không bị ẩn comment nhá mọi người nhá. Đợt này Facebook nó rất là bóp tương tác nên là nó kiểu ẩn bình luận ý. Thì các chị không có tương tác là sẽ bị ẩn đấy ạ. Ẩn bình luận nào mà không thấy em, mấy comment là không có đơn đâu. Rồi nhá các chị, em mặc các chị lên đơn là áo xinh cho em nhá. Áo thun có cổ xanh rêu á. À, thun cổ xanh rêu là cái thun gì đấy, áo polo chị ơi. Đây thả dáng áo nó như này thôi chị. Đây áo xinh thả dáng áo nó như này thôi. Con áo này em bán quá nhiều rồi, khách nó thật là và thật là không một ai chê cái áo này luôn. SM dưới 60 62 cân các chị ơi, ghi mã hàng áo xinh. Và con áo nơ vai thì hôm sau em về hàng nhá. Áo hai bên nó có hai cái lơ nơ này, 145 ấy. Thì mai nhà em có hàng số lượng lớn luôn để các chị mình đặt, tranh thủ đặt đi. Set tím kia 60 cân vừa áo, còn quần thì tầm 58 cân chị ơi. Em qua mã nhá. Quần áo Chanel này của em thì giá là 115. Chanel có màu hồng này, màu trắng này, màu cam các chị nhá, với màu xanh nữa. 115. Chanel 115, tím sẽ lên áo Chanel cho các chị lên đơn áo xinh. Áo này dưới 62 cân các chị, nó giãn nhiều lắm. Hàng này nó là hàng chất Umi giãn, mọi người mặc yên tâm là sẽ vừa. Để em lên các chị con áo Chanel, à quên từ áo Chanel mặc cái quần trắng đi. À em lên con áo hot đã nhá. Có đủ màu chị ơi. Chỉ cần lên đơn là áo xinh là có đơn. Áo xinh màu nâu này, áo xinh màu xanh các chị này. Màu nâu, màu xanh với cả màu trắng, màu đen. 115 đợt này giảm giá rồi em ơi. Cái nào giảm lấy nhập được rẻ hơn thì chị sẽ bán rẻ hơn. Nhà em không có tiêu chí là bán ép giá đâu. Nhà em là cứ bán theo giá thị trường. Bao giờ lên giá em tăng giá, bao giờ nó hạ giá cũng sẽ hạ giá, chứ em không có ăn lãi nhiều các chị đâu. Em thử em bán 125 thừa sức các chị chốt đơn. Ngày trước chốt đơn nó không có đủ hàng mà gửi các chị, nhưng mà em không thích bán như thế. Em nếu nhập được giá rẻ hơn em sẽ hạ giá các chị nhá. Áo xinh các chị nhá. Áo này hôm nọ trước bán có 145 này. Bây giờ lên nó mất 5.000. 5.000 nó không đáng bao nhiêu cả, nhưng mà nó là đối với em nó cả vấn đề luôn ấy. 1.000 nó cũng là tiền lãi một cái áo luôn, nên là thành ra là em tăng 5.000 thôi, không dám tăng 10.000 luôn ấy. Áo xinh nha các chị nhá, màu trắng này, màu đen này, màu xanh. Màu xanh này đẹp. Để em mặc thử cho. Mặc thử nhá, em lên các màu cho các chị chốt. Ừ, không phải nhầm đâu, chị nhớ giá mà. Hôm nay nhiều bạc kiện quá, trời ơi, một tuần không phải một tuần đâu các chị ơi. Có những chị mới đặt từ hôm 27 thôi đặt like từ hôm 26 đi. 27 gọi điện, 28 lên đơn. Lên đơn mất ngày rồi, mấy trăm đơn em phải lên mất một ngày rồi. 29 gửi hàng, đấy các chị phải biết thế, chứ không phải là chốt đơn một phát
là đóng luôn, đi hàng luôn đâu các chị ơi. Em gọi hết một vòng, thế sau đó em lên đơn hết một vòng, sau đó mới đóng hàng hết một lượt, chứ không phải là gọi đơn nào đóng đơn đấy đi luôn đâu các chị ơi. Và đơn vị vận chuyển cũng thế, người ta không phải lấy một hai đơn ta đến nhà, tận nhà ta lấy một hai đơn đâu, người ta lấy phải lấy theo bao tải, người ta phải lấy theo ca nha các chị nhá. Nên là các chị mình phải, em đã báo từ bắt đầu từ lúc chốt đơn là từ 3-5 ngày, thì các chị mình phải tự theo thời gian đấy, các chị căn giờ cho em, căn ngày cho em, chứ không phải là gọi phát mà đi hàng được luôn đâu. Nên các bà đứng kiện em làm gì. Ok, áo xinh lâu. Đây các chị lên đơn áo xinh, con áo này thật sự không mua là rất là tiếc luôn. Áo này của em là đợt này về, đợt này là đợt thứ 3 hay thứ 4, lần nào cũng cháy hàng luôn. Đấy, có những chị các chị bị hủy đơn vì cái áo này, các chị đã bị hủy đơn áo này chưa? Đấy, bây giờ các chị nên cố gắng là mình đặt luôn đi, không hết hàng đấy. Áo xinh nha các chị nhá, 150.000. Đấy, thả dáng ra nó cũng là phong ấy. Em không bán quần chị ơi. Áo nơ vai em đang hết, nhưng mà em đặt rồi. Em đặt được khoảng tầm 200 áo. Thì ngày mai là có hàng chị nhá. Ngày mai thì đến ngày kia bao giờ em sẽ like thì các chị vào đặt. Đúng không ạ? Quần em mặc là 170 chị ơi. Đây áo xinh nhá, lên các chị con áo hot nhá. Ok, áo xinh xanh. Xinh xanh, xinh nâu, xinh đen, xinh trắng. Đấy, các chị thích lấy màu nào các chị chốt, có 150.000 thôi. Hàng rất là đẹp, có 2 size SM dưới 62 cân nhá các chị nhá. Lên con áo hot này, sau đó lên con áo chanel nhá. Sau đó lên con áo chanel. Áo xanh có nơ đen cổ bèo tay cánh tiên treo ở sau đây ạ. Không phải nơ đen đấy, là áo hoa trà em ơi, 135.000. Bán 135 thôi, trong chợ giá buôn hàng 12 rồi đấy các chị ạ. Ok, chị chốt đơn áo xinh đi. Đây áo hot đây. Chuẩn bị đến tiết mục em trình bày, xin 2 phút để trình bày cho các chị con áo này. Không nhiều bà em thật, mấy bà em đã nói như thế rồi mà tự mình phải hiểu. Không cần nói cũng phải hiểu. Bây giờ hàng người ta đóng hàng từ bên Quảng Châu về. Bây giờ các chị mình mặc một cái áo lâu ngày, các chị không bỏ trong tủ, các chị không mặc đi, không treo lên đi xem nó có nhăn hay không. Đây húng hồ thì cái áo mình hàng Quảng Châu, vận chuyển từ bên Quảng Châu về Việt Nam, mất bao nhiêu ngày tháng. Nó ép nhiệt từ cái bọc hàng như này, nó ép xuống cạn, còn như này thì nó sẽ bị nhăn rồi, không thể nào tránh được lớp nhăn. Tí sẽ test cho chị xem là áo này chất nó có nhăn hay không. Nó nhăn ít nhưng mà nó không thể nào mà nhăn nhúm như kia được. Nha các chị mình lưu ý cái áo này cho em là nhận hàng phải là đi nhá. Ok, áo các chị lên đơn là có đơn nhá, không cần đặt em đọc tên đâu các chị nhá. Ok, áo xinh là 150, còn áo nâng ngực là 149, cũng là 150 đấy. Thôi các chị cứ 150 cho nó tròn đi. Đây nhá, con áo này của em là con áo hot này. Áo này làm mưa làm gió mà những bà không hiểu vấn đề sự bán cho mấy bà ấy. Mệt lắm, đây nhá, hàng bóc trong túi ra nhá. Nguyên một cái áo nó có đính mã hẳn hoi. Hàng Quảng Châu mà. Nó ép nhiệt một cái áo mà nó bó hàng xếp lên chồng lên nhau, nó dày như này, nó ép xuống còn có như này thôi, nên là không thể nào tránh nhất nhăn đâu. Bảo sao cái áo bóc ra nó bị nhăn. Cái thứ hai là nó chưa cài cúc sẵn cho các chị, nên là khi các chị bóc hàng ra nó kiểu nhìn nó bị dìm lắm, nhìn nó mất cảm tình lắm. Nhưng mà về phải là đi cho em nhá. Tí em lên đơn áo nào thì chốt đi chị ơi. 110 còn em ơi, 115 đây nhá. Các chị nhìn này, em bóc nguyên túi ra nhá, thả cái áo này ra, nó không khác gì một cái áo đang like chị cả, chẳng qua là nó không cài cúc. Nó bình hết ra này, nó chưa có cài cúc thôi, chưa cài khuy. Và nó chưa là, nên là các chị nhìn nó hơi có lép nhăn đúng không? Đây, hơi có lép nhăn, thật ra không có nhăn nhiều, lăn ít thôi, không có nhăn nhiều. Nhưng mà nó cũng gọi là có lép nhăn. Nhưng mà mỗi cái là nó không có cài cúc thôi. Thì nhìn trông cái áo nó mất cảm tình ra, nó không được kiểu như là gọn gàng. Nó không được gọi là tươm tất như là em like trên như này. Để các chị mình mua hàng về, các chị cài hết cúc vào cho em như này, để xem nó có giống em like không. Nhiều bà bảo em là like loại 1 gửi loại 2. Nhà em không có loại, không có kiểu bán hàng thế đâu các chị nhá. Em like như nào các chị để ý từ cái tem mác luôn. Like như nào gửi hàng các chị y như vậy nhá. Đây những trường hợp là hàng đợt sau, đợt trước, đợt sau về thì nó miễn là chất các chị nhận hàng, chất nó đẹp là được. Hàng chuẩn ảnh, chuẩn mẫu các chị là được. Đây. Nó khác gì mẫu em like không mà các chị bảo là bán hàng loại 1 gửi các chị hàng loại 2. Áo xanh vừa rồi bao nhiêu? 150 chị ơi, ghi mã hàng áo xinh nhá. Đây. Đây áo hot nha em, đây các chị thấy không? Một like bán đến mấy trăm cái mà vẫn kiểu gì cũng phải gặp được khoảng chục chị như thế này. Cứ thắc mắc kiểu những cái vấn đề nó không cần gọi là gọi là em không cần giải thích mà các chị phải tự hiểu. Nên là đấy, cứ thắc mắc là sao nó lại không đẹp như trên like của em. Em bóc nguyên túi ra các chị xem nhá. Bóc hàng ra nó tung tóe như thế này mà nếp nhăn nó nhăn nhúm như này. Một cái áo nó nhăn nhúm thì làm sao nó đẹp được. Đây các chị nhá, ghi mã hàng áo hot cho em. Đây. Cái hết cúc vào là đi, xem nó có đẹp như em mặc lên trên người không nha các chị nhá. Cái này là hàng chưa là, hàng mới. Còn các chị là đi nó phải khác hẳn.
mộc chỉ cần là đi khác là nó trông nó khác biệt luôn, chứ nó không nhìn nhăn nhăn này, nhìn như kiểu như nó nhìn thật sự em nhìn thì cũng không muốn mặc ấy. Mặc áo nhăn ra ngoài đường em không phải mặc cái kiểu thế luôn, phải là lượt tươm tất đi đấy thì mặc lên người mới đẹp được. Đúng rồi, không cần, thậm chí là các chị không cần là giặt xong mình treo lên nó tự duỗi ra. Cái chất áo này nó như thế, nhưng mà em nói trước luôn, để những chị mà mình đặt hàng các chị phải để ý cho em, không đến lúc mà đến ship đến nơi rồi mất công hoàn hàng về em á, tiền ship không bỏ luôn ý. Để các chị chất này để xem nó có nhăn hay không nhá. Này, chất khi là rồi này các chị này. Đấy, nó không phải không nhăn nhưng mà nó nhăn ít. Chất nó là chất tơ tằm các chị nhá, tơ nhá. Mặc nó rất là mát luôn. Đây một cái áo đẹp như thế này. Một cái áo nó chưa là thì tất nhiên là nhìn trông nó bị dìm hàng đi rồi. Nhìn trông ví dụ một cái áo 10 điểm thì cái này chỉ được 7 điểm thôi. Là đi nó mới được 10 điểm các chị nhá. Đây. Áo bóc trong túi ra đây, chưa cài cúc, chưa cắt khuyết, chưa gì hết. Chưa cài khuy gì hết, chưa là lượt gì hết thì nhìn nó rất là kiểu bị dìm hàng ấy. Nếu các chị mình là hết đi cho em là đẹp, hoặc là giặt đi treo lên. Có hai màu ghi mã hot cho em. Áo chị ơi, những vấn đề ấy liên quan đến hàng lỗi hàng inbox em cho em để em kiểm tra đơn cho chị. File màu ở như thế nào chị? Hàng in nó là in hình in làm sao nó file được chị? Mà áo đấy em bán được bao nhiêu khách luôn, chị có giặt hay tẩy gì không ạ? Inbox em kiểm tra đơn, nếu mà lỗi bên em sẽ đổi trả hoàn tiền miễn phí cho chị. Ok chưa chị? Đấy, con này các chị ghi mã này là áo hot cho em màu trắng, hoặc áo hot em mặc là màu xanh các chị nhá. Giá sale live các chị nhá. Con áo này mới về hàng. Sale các chị trên live với giá là 165.000 các chị nhá. Chất rất là đẹp. Đấy, chất rất là đẹp các chị nhá. Đây hàng mọi người nhìn trong live nó như thế nào, nhận hàng y như vậy. Còn cái vấn đề em chỉ giải thích vấn đề là nhăn thôi. Lép nhăn là cái hàng nó đóng hàng Quảng Châu về nó không thể nào mà nhăn được. Đây, một cái bó hàng nó đóng về như này. Đầu tiên nó các chị tưởng tượng nhá, vận chuyển bên Quảng Châu về nó không phải ngày nào nó cũng có chuyến đâu. Nó phải một tháng nó khoảng 2 đợt thôi. Nên là mỗi lần mà các chị mà bên chỗ chợ người ta đóng hàng về, người ta phải tranh thủ phải đóng làm sao được nhiều hàng nhất để đỡ cái tiền vận chuyển ý. Thì cái bọc hàng như thế này nó sẽ ép xuống nó bẹp dí luôn ý, nên là không thể tránh lớp nhăn được đâu. Thì là em đóng hàng nó cũng thế, em gấp 5-7 vòng làm sao mà nó chảy, làm sao mà nó không nhăn được nha các chị. Lưu ý cái này cho em, cái vấn đề nhăn thôi, còn chất vải không phải lo rồi nha các chị nhá. Qua mẫu này, áo hot đi mọi người ơi, không cần là đâu các chị, về mình có những cái sợi chỉ thừa cắt đi cho em thôi. Với hàng Quảng Châu này ý, nó cũng là hàng xưởng may thôi, chứ nó không phải là Quảng Châu mà tự dưng nó lại ra được hàng đâu. Hàng Quảng Châu thì nó là xưởng may bên Quảng Châu. Đấy, như được cái là chất nó đẹp hơn hàng Việt Nam, hết hàng xưởng Việt Nam. Với thứ hai là nó nhiều mẫu mã đa dạng hơn. Đấy, chứ hàng Việt Nam thì nó cũng ít mẫu, nó không được đẹp nhiều như hàng Quảng Châu ấy. Đấy các chị nhá, những cái sợi chỉ thừa lằng ngoằng này thì cắt đi cho em được. Đây, áo này các chị lên đơn cho em, mã hàng này là áo gì nhỉ? Áo hot nha mọi người nhá. 165.000 các chị ơi, có hai màu nhá. Cảm ơn chị Lan Chi. Thật ra có vấn đề gì nhà em là các chị em giải quyết hết, chứ em không trốn tránh đâu. Em bán hàng còn lâu dài, còn đâu phải là bán mất để gọi là bán để bán xong là thôi đâu. Tất cả những chị vấn đề hàng hóa bị lỗi hay là bị làm sao, hay là các chị muốn khiếu nại gì, em giải quyết hết. Em biết. Đấy, có một cái này là có một vài chị thắc mắc nhận hàng là cứ bảo là nó không đẹp như trên live, thì em mới giải thích cho các chị xem thôi. Đây, cái hàng nó thẳng tắp, nó mượt mà như thế này thì tất nhiên nó đẹp rồi. Còn các chị mình mặc ra ngoài đường một cái áo vừa giặt trong máy giặt ra nó nhăn nhúm vào, các chị mặc ra ngoài chả muốn mặc luôn, nói gì là hàng mới đúng không? Của sóc tím kia 52 cân vừa. Nhưng mà em chỉ còn có 3 cái thôi, tím lên cho. Lên con áo Chanel các chị nhá. Đây, lên các chị con áo Chanel. Em sẽ mặc áo Chanel màu hồng với cả màu cam trước. Còn mấy cái màu xanh với cả màu trắng hay tím sẽ mặc với quần Umi. Cảm ơn chị Lan Chi. Cái này thật ra là có những chị không hiểu thì em nói thì các chị phải tự hiểu. Còn những chị nói mà vẫn cố tình không hiểu nữa thì thôi, em thật sự em không phục vụ nổi luôn ấy. Đây, cái áo đẹp như thế này. Chỉ cần cài cúc là đi là đẹp ngay, chứ nhận hàng kia nhìn cũng nhận nó chỉ được 7 điểm thôi. Thì các chị mình giặt xong không cần làm được, nó sẽ tự duỗi ra luôn. Đấy, áo hot 165.000. Áo này chất đẹp lắm, bên ngoài nó bán toàn hơn 200 ý. Các chị nào mình không biết, các chị đi tham khảo giá mà xem. Bên ngoài nó bán toàn hơn 200, bao giờ đắt hơn nhà em từ 50.000 trở đi. Nhà em là cái thể loại bán rẻ nhất luôn cho các chị luôn đấy. Em lãi cực kỳ ít luôn ý. Ăn số lượng mà em muốn giữ khách nên em không có bán đắt đâu. Quần chân mày đắt ta hết chị ơi, còn size S thôi. Quần sóc màu đen đấy là quần lụa Chanel tím mặc cho. Đây. Đây, áo xinh này. Áo xinh nhá các chị nhá. Tím mặc các chị con sang con áo polo tím này. Em lên các mã, sau đó em sẽ lên con áo phông cho các chị nhá. Đây, lên các chị con áo Chanel. Không biết. Đây, áo Chanel thì thi thoảng nó 1-2 sợi.
con tìm trong giỏ các cô ấy. Đây. Ok chị, áo này các chị ghi mã hàng là áo Chanel là được. Áo mặc các chị ghi mã vừa lấy là áo hot chị ơi, áo hot. Trong gì kìa, ở trong trong cái ví túi đi lấy hàng của mẹ em có đây. Đây lên con áo Chanel các chị nhá. Con này của em tầm 57 cân thôi. Hả? Mẹ ơi rồi. Ai của mày? Bên nào? Ở trong cái ví ấy. Ví nào? Ví lấy hàng. Lấy hàng rồi chứ. Áo ví ra cửa. Đây áo này có gì mã hàng là áo Chanel cho em đi. Áo CL đi mọi người. Đây những cái chợ chỉ thừa thì cắt đi là xong. Có nhiều bà còn khó tính soi những cái sợi chỉ luôn ấy. Mà trong khi đó mua cái hàng có hơn 100.000. Sao không so cái chất vải, đi so mấy cái kiểu những cái không không cần thiết này làm cái gì không biết. Những cái sợi chỉ nó dập khuy, nó thò một tí sợi chỉ ra cái là lại kêu. Mình mấy cái bấm mình cắt đi là xong. Mà trong khi đó mua hàng quan trọng nhất là chất vải, chứ quan trọng thì cái đường chỉ thôi. Quan trọng gì cái chỉ thừa đâu. Đường chỉ nó may nó đẹp, chất vải nó đẹp mặc mát. Đấy form màu đẹp là được. Nào nâng cao lên nào. Cao không nâng cao nữa. Nhẹ cái thằng này. Như này làm sao mà lấy. Đây đây đây. Này. Hết rồi hút như này thôi. Này. Lượn. Mang cả giỏ vào. Ôi. Ốp xử vào. Đây các màu nha các chị ơi, ghi mã hàng là áo Chanel 115. Không phải thì thôi em ơi, chị không biết đâu, chị đang tập trung bán hàng là những cái vấn đề khác em đừng hỏi em ơi. Áo xinh này dưới 62 cân chị ơi. Lên mã nào đúng thì các chị chốt, còn bên em không có bán theo yêu cầu. Những vấn đề các chị mà mình muốn tả đấy, các chị mà muốn đặt thì các chị inbox riêng cho em. Là em xem là cái mã gì, chứ còn tả như thế không đúng mã, không nhớ mã không biết được. CN cam các chị ơi, CN cam, CN hồng và CN xanh, cuối cùng là màu trắng. Áo CN ý là viết tắt là Chanel ấy các chị ơi, 115.000. Đây những cái sợi chỉ nó lối tiếp lối nhau như thế này, các chị cắt đi thôi. Bây giờ nó gọi là gì nhở, nó dập máy thì nó không thể nào nó cắt đứt hoàn toàn được ý. Đấy là túi hộp em ơi, túi hộp. Thằng Nguyễn em xin số các chị ơi, con này từ 40 cân đến khoảng tầm 57 cân các chị vừa nhá, 40 cân 57 cân. Con này mặc cực kỳ xinh luôn các chị ơi. Nó không phải là hàng sát lách, nó là hàng có tay các chị nhá, nên các chị mặc đi làm được. Dưới tầm 56-57 cân các chị vừa. Cái form này của nó là form suông, các chị mặc sơ vi đóng thùng cho em nhá. Màu trắng này, màu hồng này, màu xanh. Với cái màu này là màu cam các chị ơi. Áo Chanel nhá. Áo Chanel này 115.000 thôi, 115 các chị nhá. Đấy các chị chốt đi, màu cam, màu hồng, màu trắng với cả màu xanh. Màu xanh thì sẽ mặc các chị cái quần sóc xanh. Em mặc sang màu cam này. Các chị chốt con áo đi, áo nơ ngực xinh lắm, áo nơ ngực có 149.000 thôi này. Áo hồng đất cạnh con xanh rồi á, hồng đất. Hồng đất cạnh con xanh là cái áo gì em ơi? Kìa, cái áo bông hoa trà kìa, hoa trà tí chị mặc cho. Những cái mẫu này em lên theo mã này các chị mình đợi giúp em nhá. Em sẽ không like theo yêu cầu đâu. Bây giờ mấy trăm người xem mỗi người một ý cũng không like được. Cứ đợi em lên mã nào các chị ưng các chị chốt mã đấy cho em. Đây. Lên các chị con áo Chanel cam này. Màu cam, màu hồng, màu xanh với cả màu trắng. Đấy nhá, em cũng nói luôn những cái sợi chỉ thừa nó dập cúc mà nó cắt đứt những cái hạt cúc này này. Đây những cái sợi chỉ nó không nói thật là không thể nào mà sạch hoàn toàn được, các chị phải cắt đi cho em đây. Có một mẫu như này mà ông bà cũng gọi là cũng soi cũng để ý của mà kiện em được thì cũng chịu luôn ấy. Đấy có một vài chị thế rồi đấy. Cái sợi chỉ đấy nó may nó thêu ấy. Nó thêu với nó đơm cúc, nó là hàng đơm cúc là máy nó đơm chứ không phải là mình đơm. Nên là nó sẽ tự dập. Nó phải có khoảng cách như này nó mới dập máy được, còn nếu mà không dập, không phải mình khâu tay mà mình cắt tay mà nó sát được đâu. Nên là các chị về mình cứ những cái phần những cái vấn đề mình có thể mình khắc phục được thì các chị về mình cắt đi cho em là xong. Đấy quan trọng là cái áo này giá tiền rất là rẻ nhá. Chất rất là đẹp, chất thô mềm rất là mát. Đấy, form đường may chất vải rất là ok, mỗi cái những cái chị thừa, những cái sợi chỉ thừa, những cái đường dập khuy này nó thừa ra một tí các chị phải cắt đi cho em nhá. Áo CL đi ạ. Áo CN. Viết tắt là Chanel, không cần viết Chanel hẳn đâu. Các chị ghi là áo CN 115, áo hot là 165 các chị ơi. Đây nhá, màu cam này. Màu cam cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Màu cam này nó rất là sáng, rất là trắng da nhá.
đây. Đấy, màu cam này các chị này. Ngoài ra có màu xanh lá cây với cả màu trắng nữa các chị nhá. Màu hồng sen này. Đấy, các chị nào mình thích màu nào các chị chốt màu đấy. Chất là rất là đẹp mọi người nhá, chất đẹp lắm. Có 115.000 thôi các chị ơi. 115.000 một áo. Lên đơn mã hàng là áo CL cho em. Áo CL. Xinh rất là xinh luôn, hồng sen này, rất là trắng da này, hồng sen này. Cam nha các chị nhá. Em mặc là màu cam. Đây các chị mặc sơ vin, mình sơ vin nó cẩn thận vào. Em cứ nhét nhét tạm cho nó đỡ mất thời gian, chứ còn này mỗi lần sơ vin lại phải bỏ cởi quần ra, cởi khuy quần ra mới thò tay vào được ý, thì nó mất thời gian lắm, nên em chỉ sơ vin đằng trước thôi. CN nhá, 115, màu hồng, màu cam, màu xanh với cả màu trắng các chị ơi. Màu xanh với cả màu trắng. Lên đơn mã hàng là áo CL, em sẽ mặc các chị màu xanh với cả quần nhá. Mặc màu xanh các chị với cả quần, cái quần Umi á, sock Umi 109 ấy. Áo CN các chị, ghi vết tắt là Chanel ấy. Chất này chất thô mềm, nó ít nhăn. Không phải là không nhăn nhưng mà nó ít nhăn các chị ạ. Đây, nó ít nhăn. Tức là cái chất gì nó cũng sẽ nhăn thôi, trừ những cái hàng lụa lụa hay là những cái mã gọi là mã đũi gì nó ít nhăn thôi. À nó không nhăn, thực ra không phải là không nhăn hoàn toàn, nó ít nhăn nhá. Cái này không, không nó ít nhăn lắm các chị. Mình đây, cái gì đem vò này. Đây, đấy, thả ra, nếu mà các chị những cái hàng nhăn thì mình chỉ cần nắm như này thả ra phát nó đã nhăn nhúm hết rồi. Nhưng mà đây các chị này. Đây nhá. Đây, thấy chưa? Không phải là không nhăn, em không khẳng định là không nhăn nhưng mà nó sẽ ít nhăn. Các chị mình sẽ đỡ mất công là mình giặt tay thì nó sẽ đỡ nhăn, còn giặt máy thì kiểu gì nó quay lắc nó tinh nó sẽ bị nhăn là cái chắc. Áo này ghi là áo CN 115 các chị ơi. Giờ trước em bán 125 bây giờ em sale đấy các chị nhá. Cổ bẻ hồng á, cái kia là áo cổ hoa chị ơi, 130, cổ hoa 130. Áo xanh đấy là áo hoa trà, tí nữa đây còn áo hoa trà, cứ bình tĩnh em lên lần lượt nhá mọi người. Hôm nay nhiều lắm, phải tầm hai mấy mã cơ. Nên là phải like lần lượt. Nhưng các chị bình dục như này là em không có like kịp được ấy. Qua mã nào phát là dứt điểm mã đấy, không quay lại nữa nhá. Đấy, các chị mình cố gắng đợi hộ em. Áo CN nhá, 115.000. 115.000, màu cam, màu hồng, màu trắng với cả màu xanh. 115, 40 cân thì khoảng tầm 57 cân là các chị vừa nhá. Ô nhầm. 40 57 cân nhá các chị vừa. Áo CL 115.000 nha mọi người nhá, 115. Đấy, các chị chốt đơn đi, màu cam, màu xanh lá cây cũng đẹp lắm, xanh lá cây em sẽ mặc các chị xem với cả cái gì nhỉ, quên rồi. Xanh lá cây mặc với quần Umi đi ạ. Quần áo, áo nơ nơ, áo nơ đá thì đẹp, phải tím lên cho. Đẹp lắm mọi người ơi. Ô, áo này mặc ngược cái sao, ô tôi chết rồi. Áo 2 giây mặc ngược. Bảo sao thấy nó lạ lạ. Ô mặc ngược rồi. Ôi từ đầu lại giờ mặc trái. Ui từ từ em thay cái áo phát. Chết rồi, mặc ngược. Mặc ngược áo các chị ạ. Nhìn cái lạ lạ. Để em tìm thay cái áo phát. Nó không bà nào ý là để nhắc em đâu. Ngại quá. Đầu lại giờ toàn mặc ngược. Áo xanh, áo hoa trà em ơi, bây giờ chị lên. À đây áo hoa trà. Huyền Mina ơi có rồi em ơi, nhưng mà cái quần bò chị không thấy. Chị mới đi hàng hôm nay thôi, tại vì chị nghỉ lễ em ạ. Ôi mặc áo trái luôn mà không ai để ý. Lan Trần inbox kiểm tra đơn hôm nay nhiều bà kiện quá khổ. Các bà phải hiểu vấn đề là có những bà toàn kiện những ngày lễ, em không hiểu cái gì luôn. Nhắn tin toàn vào những buổi tối 21 giờ ngày bao nhiêu, ngày 29 này. Đấy xong đến ngày 30 cũng lại nhắn mà không thì em trả lời cái là kêu ấm ấy cả lên. Bên ngày nghỉ lễ người ta phải nghỉ, người ai ta làm việc đâu mà các chị mình cứ kiểu làm như là mỗi các chị được nghỉ ấy. Đấy, kiểu như thế. Bên người ta được nghỉ lễ thì người ta phải tất cả công việc người ta phải dừng lại, chứ làm sao mà ở nhà mà ngồi check tin nhắn cho các chị được. Em phải đi chơi, em cũng phải dành thời gian cho con cái chứ đâu phải là ngày lễ cũng làm năm đông đầu vào làm đâu. Làm thì làm cả đời. Nên các chị mình có vấn đề gì inbox riêng. Huyền Mina mới đi hàng hôm nay em ạ. Tại vì hôm qua chị nghỉ, hôm nay chị bắt đầu chị làm. Đây CL xanh mặc cái quần Umi cho các chị nhá. Quần sock Umi nhà em là SMLXL dưới 62 cân. Hàng siêu giãn nha mọi người. Đấy các chị chốt đơn áo CN đi. Áo tím là tí nữa chị ơi, áo tím bây giờ em chuẩn bị lên. Áo thô mềm tím còn đây. Cái này mặc với cả con quả thắt lưng da Chanel là nguyên set luôn. Đây quần sock Umi mặc lên form đẹp lắm các chị ơi, chốt đơn mã hàng quần sock Umi cho em đi. Sock Umi năm mặc giá chỉ có 109 thôi các chị nhá. Chất rất là đẹp, co giãn thoải mái dưới 62 cân.
SMLXL quá chị ạ. Tụi em tìm cái thắt lưng cái đai cái váy cái đâu nhỉ? Tí đây các chị, con áo này, con áo này đẹp này, con áo tag logo này, áo đệm vai tag logo cũng xinh. Chân váy bò hôm nay không một like rồi, em đang tìm cái thắt lưng da Chanel của em nha mọi người. Thôi không có thắt lưng đi. Quần em mặc các chị lên đơn mã hàng là quần Umi đi mọi người, 109 nhá. Xanh hoa trà tím sẽ mặc cái này, quần này với áo xanh hoa trà các chị xem. Đây quần sóc Umi đây. Đấy, các chị mặc với áo xanh là thành viên một set luôn. Nha các chị nhá. Đây. Có thể các chị mặc con áo Chanel này với quần trắng, mặc quần đen cũng được, mặc quần những cái màu các chị cứ mặc tông xẹt tông là rất là hợp luôn nhá. Đấy Chanel xanh. Cái này thêm cái thắt lưng dài đẹp hơn đấy nhưng mà không tìm thấy các chị ạ. Áo sóc quần sóc Umi cho em nhá, sóc Umi. Đây các màu nha các chị ơi. Màu hồng này, hồng cẩm nha các chị, hồng cẩm rất là xinh. Hồng cẩm các chị mặc với là không đẹp, không đẹp cái này mặc với cả màu hồng. Cái này là mix đồ nó phải chuẩn màu nên mà không đúng màu không đẹp các chị ạ. Đây. Để có thể kết hợp như này, một con áo cổ V các chị mặc với cả con quần hồng, một quần xanh em rất là đẹp. Rồi các chị lên đơn mã là các chị mã hàng là áo Chanel xanh lá cây nha các chị nhá. Đấy, cái này các chị mặc cái này màu trắng được. Quần em mặc các chị kết hợp với áo trắng lại được luôn. Nha các chị nhá. À, xinh ơi là xinh luôn. Quần sóc Umi và áo Chanel, quần em có 3 màu. Cảm ơn Phương Dung nhá. Quần là 109, áo là 115 các chị nhá. Áo em mặc các chị là áo CL 115. Áo CL 115, còn quần em mặc các chị ghi là quần Umi. Áo trắng cổ V đây các chị này. Trắng cổ V thì mặc các chị với cả con áo này đẹp lắm, áo cổ V này em nó nhưng mà form nó hơi nhỏ, tầm 54 55 cân thôi các chị ạ. Áo cổ V anh em đủ màu luôn. Đây các chị ơi, màu xanh đậm này, xanh nhạt, nâu, đen, trắng này. Đây cái áo của áo này rất là hot luôn, tím mặc các chị với cả quần Umi hoặc là mặc cho các chị với cả con quần phồng GC. Áo cam á, áo cam thì mang quần màu dính được. Cái này các chị nói chung là dễ mặc đồ lắm. Cái này các chị mặc quần bò cũng được. Nói chung là cứ auto mặc quần bò. Đây em muốn bán này, em muốn bán cả áo cả quần em muốn mặc với cái quần này. Đây các chị mình chốt quần. Quần này xinh lắm. Quần Umi này của em là form nó dáng quần trơn, nó hơi xếp ly nhẹ đây. Đấy, hơi xếp ly nhẹ, chất liệu vải Umi co giãn, hai bên có túi. Đấy, size túi rất là sâu, được cả điện thoại luôn. Cái này của em là có size từ S đến XL dưới 62 cân. Áo mới mang xong bao nhiêu, 115 nghi mã hàng là áo CL chị ơi. Áo CL, đây màu trắng này. Nhá, những cái chỉ thừa em bảo những cái chỉ thừa nó dập khuya thì cắt đi hộ em nhá. Các chị mình mua hàng mình, các chị mình đừng kỹ tính quá, nếu mà kỹ tính quá là không mua được hàng nhà em đâu. Có những chị mà kỹ tính lắm, tại vì hàng em bán có hơn 100.000 đấy, nên là thành ra là không có thời gian ngồi nhặt chỉ cho các chị được ý. Có những cái sợi chỉ thừa nó thỉnh thoảng mới có, đây là những cái sợi cúc của bấm cúc này, về bấm đi hộ em cái nhá. Quần 109 thôi ạ. Đây đây, mặc cái này áo màu trắng mặc với quần bò, áo màu trắng mặc quần đen. Nói chung con áo này các chị mặc được nhiều kiểu lắm. Đây áo CL trắng này các chị này. Con áo này đang sẵn số lượng nên em sẽ mặc đủ màu các chị chốt. Đấy, CN trắng, CN đen. Áo Chanel viết tắt là CN các chị nhá. Đấy, có cả màu xanh lá cây, màu hồng sen với màu cam các chị nhá. 115.000. Áo xanh nơ đen đó, áo xanh không, đấy là áo hoa trà. Bây giờ chị sẽ lên, bây giờ mặc áo hoa trà đi em ơi. Xếp tím kia tí em mặc nhá. Bây em chờ em sẽ lên lần được các mã để các chị tránh bị ẩn comment, các chị cho em xin cái một lút chia sẻ, một lút thả tim thả like để các chị mình đỡ bị ẩn comment. Nói chung là bây giờ là Facebook là nó cứ phải yêu cầu có tương tác các chị nhá. Mình có tương tác là các chị là mình sẽ không ấy không cái gì đây. Chị Thanh Thảo ơi cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Có tương tác là không bị ẩn comment nhá. Thả tim thả like, chia sẻ like của em cái các chị ơi. Lên các chị, đây con áo này đẹp quá này. Con áo này quả áo cầu vồng này các chị ơi, xinh không? Tí mặc cho các chị con áo này. Mặc các chị quần áo này với quần sóc trắng. Đây chất liệu đó là vải kiểu thun gân mọi người nhá. Đẹp không mọi người, đỉnh luôn. Đỉnh của chóp luôn các chị. 140.000 một cái thôi. Em định bán 150 thôi, 140. Áo cầu vồng nhá, con này rất là đẹp, mặc đi biển tuyệt vời luôn. Tí mặc cho bộ lộ ngố, hôm nay không có like chị ơi. Hôm nay nhà em chỉ bán áo kiểu bộ thì hẹn các chị like sau nhá. Không có size, áo này dưới 57 cân. Em lên con áo hoa trà nhá, áo này dưới 57 cân.
con áo cầu vồng này tím lên, cầu vồng nó đẹp lắm. Đây, đây áo các chị ghi mã hàng áo CL cho em đi. Nhá, em bảo rồi nhá, có những cái sợi chỉ thừa này này. Thật ra là áo thì nào cũng sẽ có chỉ thừa, nhưng mà những cái hàng nào ta bỏ công ra để người ta cắt chỉ các chị thì nó sẽ phải bán đắt lên vì bỏ tiền công cho nhân công mà. Nhưng mà thật cái thời gian đấy mình được mua giá rẻ, nếu mà được nhặt chỉ sạch sẽ thì mua giá 150. Đấy, nếu các chị về mình tự cắt cho em thì mua giá 115. Nhưng mà những cái này quan trọng là các chị nhận hàng là chất nó đẹp là được rồi. Chất nó đẹp, đường may nó ok, còn những cái sợi chỉ thừa nó lằng ngoằng ở những cái đường hàng thêu các chị phải cắt đi cho em nhá. Đây những cái hàng thêu như này này. Nó có thể làm kiểu gì nó không thể nào không có chỉ ở đâu. Nó lối tiếp nhau từng cái chữ một này, về cắt đi cho em nhé. Hôm nay bảo là hàng thế nọ hàng thế kia khổ tâm lắm. Áo xanh ba lỗ vừa cầm tí chị lên em ơi. Áo xanh cổ bèo sao bao nhiêu? Áo xanh cổ bèo nào cái mã nào đem lên nhé. Lên con áo hoa trà. Mặc các chị con áo hoa trà này, hoa trà là 135.000. Áo cổ V tím lên cho. Em lên mã nào có thể chốt mã đấy cho đỡ bị nhầm. Đây, ngoài ra tung các chị hai quả áo. Áo siêu phẩm luôn. Đây. Áo này em về hàng rồi, chẳng qua em không bán thôi. Đây. Đây. Chưa các chị. Đây nữa. Còn không có chỗ treo. Đây, mấy quả áo hàng Quảng Châu cao cấp đây. Tím lên thôi nhá. Hôm nay nhiều hàng lắm, em dồn mất mấy hôm nhiều hàng lắm. Áo tím cổ bèo bao nhiêu, đấy là áo hoa trà chị ơi. Áo trễ vai hoa. Đây, em mặc, các chị ngắm kỹ quần cho em nhé. Quần u mì 109. Áo cầu vồng là 145, à 140 nhé. Rồi các chị cứ lên đơn là áo CN Chanel. Ý là CN viết tắt là Chanel. Các chị không cần viết mất thời gian ghi hẳn chữ Chanel đâu. Chỉ cần ghi là CN là có đơn nhá. Lên các chị quần áo hoa trà này. Hoa trà này của em là SM dưới tầm 57 cân thôi nhá các chị nhá. À, hoa trà SM 57 cân quay đầu. Quần umi mọi người, umi á, chất liệu umi á. Đây hoa trà này. Cái dáng áo thả ra là như này. Các chị mặc sơ mi nóng thùng cho em hoặc các chị thả ra cũng được. Áo này của em các chị chốt cho em mã hàng là áo hoa trà xanh. Em chỉ có duy nhất màu xanh, còn những cái màu khác là như thế này thì em còn ít lắm. Màu trắng còn 1-2 cái. Màu xanh ngọc em còn có 1-2 cái các chị ơi. Đây tạm thời đang chốt 3 màu này. Màu trắng là chỉ còn 2 cái thôi. Màu này em còn 3 cái. Còn màu xanh em có số lượng nhiều nhá. Để các chị mình chốt cho em bạn hàng áo hoa trà. Áo hoa trà đi các chị ơi. 135.000 nha các chị nhá. 135. Đấy cả hết cúc luôn. Cẩn thận vào. Đấy mặc luôn cả cây xanh luôn. Không các chị mặc cái này với quần áo. Mặc áo này với quần đen cũng đẹp nhá. Nhưng quần áo này là dễ mix đồ lắm. Không cần cho địa chỉ đâu. Còn em có địa chốt đơn chị ơi. Áo hồng đen, áo đấy là 130, ghi mã đấy là áo cổ hoa chị nhá, cổ hoa hồng 130. Em mặc các chị ghi là quần umi nhá. Em mặc các chị lên đơn là quần umi. Em có màu xanh này. Quần umi nhà em là chất liệu là rất là co giãn nhá, màu xanh, màu hồng này. Với cả một cái màu nữa là màu đen nhá các chị nhá. Ok, vét cộc nhà em là 115 chị ơi. Vét cộc này. Có trắng này, có hồng này. Cam này. Áo vét cộc là 115.000 các chị nhá, màu xanh dương. Màu đen, màu xanh cổ vịt với cả màu đỏ các chị nhá. Áo vét cộc 115.000. Làm sao đấy? Áo vét cộc 115.000 các chị ơi, vét cộc 115. Em qua mã nhá. Em mặc các chị mã hàng là áo hoa trà đi ạ. Áo xanh cổ bèo sau bao nhiêu? Áo xanh cổ bèo đây là áo xinh chị ơi, 150. Áo xinh 150.000 chị ơi, áo xinh 150 bốn màu nhá. Trên đồ chơi. Sao đấy chị ơi? Ok, không có trắng. À quần sóc trắng ghi là sóc đai nâu chị ơi. Nếu mà các chị lấy quần này các chị ghi là quần sóc đai nâu cho em. Có màu đen, màu nâu với cả màu trắng. Em mới về thêm màu mới này. Em mới về thêm cái màu nâu rất là đẹp luôn. Đây mới về thêm màu nâu các chị ơi. Tông màu nâu tây rất là đẹp nhá. 170 một quần hàng 2 lớp nhá chị nhá. Áo đấy là áo xinh, ghi mã hàng là áo xinh cho em đi chị ơi. Áo hoa trà lên số đi Thảo ơi, đặt hàng lên số. Gọi điện chắc không nghe đấy chị ơi, nhưng gọi hết rồi đấy chị ơi. Áo tay đen trắng trên á. Tay đen trắng đấy là áo đấy của mã hàng là đá siêu cấp cho em đi. Con nào đấy em là hàng 24 chị nhá. Không phải nhỉ, không, đợt đấy em không nhớ nhầm, không nhớ giá cái mã này. Cái mã này không nhớ là bao nhiêu thôi, áo này hôm nào bám nhá. Áo này không nhớ đâu. Áo này áo đá, áo này áo siêu cấp chị ơi. Áo đá siêu cấp nha các chị nhá, không nhớ là 22 hay 24 ấy. Đây từng bông hoa của nó đính rất là tỉ mỉ thủ công luôn các chị, đẹp lắm. Con áo này em không nhớ đâu, để hôm nào nhá.
áo vest cộng mặc rồi chị ơi. Áo mặc là 135.000 đi, mã hàng là áo hoa trà cho em 135. Đây. Hoa trà 135.000 SM dưới 57 cân các chị ơi. Quần vừa cầm là quần gì? Quần vừa cầm ghi là quần sock đai nâu. Sock đai nâu màu nâu này, sock đai nâu màu trắng và sock đai nâu màu đen các chị nhá, có cả màu đen nữa. Đây màu đen đây. Quần sock đai nâu của em đây là 170, hàng 2 lớp các chị nhá, toàn bộ 2 lớp hết. Ok, qua mẫu các chị. Đá siêu cấp đấy không nhớ là 23 hay 24, em không nhớ lắm. Để mai em xem lại giá đó, không em không nhớ. Đây áo hoa trà các chị chốt nốt cho em một lần nữa, em qua mẫu nhá. Em lên một cái mã tiếp theo này. Sock đai nâu 170 chị ơi. Vét cộc ok chị. Vét cộc là 115. Áo đen sau bao nhiêu á? Mấy cái mã sau lưng em là 170 hết chị ơi. À quên, cái kia 150, cái dưới 170. Để em lên mấy con áo sau lưng em nhá. Áo mặc có màu trắng nhưng không mặc màu trắng đâu. Có màu trắng nhưng không mặc màu trắng nhá. Chị mặc duy nhất màu xanh thôi. Đây màu trắng em ơi. Hoa trà trắng lên 135.000. Trước bán 130 là lên giá rồi các chị ơi. Đây với màu xanh xanh ngọc này. 135.000 các chị nhá. Đây áo hoa trà trắng đây. Đây áo hoa trà xanh lá cây. Bây giờ đang hot màu xanh lá cây. Hoa trà 115 nha các chị nhá. Quần u mì nhà em là SMLXL dưới 62 cân. Đấy các chị chốt mã này cho em là áo hoa trà. Em mặc các chị ghi là sock u mì nhá. Sock u mì nhà em đây có cả màu hồng cập với cả màu đen nữa các chị ơi. Vét cộc nhà em dưới 54 cân. TT không ship cho em á. Em ơi inbox kiểm tra đơn em ơi. Em đặt mã gì nhỉ? Áo ba lỗ á, ba lỗ nhà em. Em qua mẫu nhá, thôi qua mẫu đi các chị ơi. Đây là vấn đề mà lề các chị inbox riêng kiểm tra đơn. Đây, lên con áo này các chị ơi. Các chị thích con áo này không? Áo này là áo viền chỉ nhá. Áo viền chỉ 149.000. Các chị thả tim thả like, chia sẻ like cho em đỡ bị ẩn comment nhá. Thả tim thả like, chia sẻ like thì ấn comment nhá. Qua mẫu này. Ok, hoa trà 135 nhá các chị ơi. Facebook này mạng nó hơi yếu đấy các chị, mình xem nếu có hơi lag này các chị. Sao ra bảo lại em đấy. Bên mặc cái gì nhỉ? Em lại mặc lại con sock đai nâu trắng nhá. Quần đai nâu nhà em các chị bán gọi là quần áo này là con áo quần quốc dân của nhà em luôn rồi. Quần này hầu như ai cũng phải lên có một cái mà mặc. Lên form rất là đẹp, chất rất là đẹp. Cổ V, ok bên mặc cổ V đi các chị. Áo tím sau, áo tím, áo bông hoa kia của em là giá là có hai loại chị ơi. Áo này có hai loại cơ. Đây, loại này thì giá chỉ có là 150.000 thôi này. Áo trễ vai hoa nha các chị, mã hàng là trễ vai hoa cho em. Trễ vai hoa này của em là 150. Còn cái mẫu kia là 200. Cái mẫu này thì nó đắt hơn. Tại vì là nó chất vải nó khác với cả cái bông hoa nó cũng khác luôn. Đây bông hoa này là hoa đá này, hoa nhụy hoa đá này thì đắt hơn này. Con áo này của em giá sale các chị trên live giá là 200.000 một áo nhá. Quần tím có like quần này. Ok chị nhá, áo viền chỉ tí em lên cho. Quần đai nâu nhà em các chị ghi mã hàng của sock đai nâu tím để em mặc nốt này đã. Áo này tím mặc cho. Cái này có nhiều màu lắm, có cả màu be này và màu vàng này. Bông hoa đẹp lắm, hoa nhụy hoa đá rất là xịn luôn, 200.000 một áo, chất nó cũng khác. Em có hai loại đấy ạ. Đây, con áo này là hàng 200. Đấy có bốn màu, màu tím, màu hồng, màu be với màu vàng, còn con hàng 150 thì nó chỉ có ba màu thôi. Em mặc các chị sock đai nâu nhá, để mặc cho các chị với cả con áo gì nhỉ? Đây áo này đi. Em sẽ mặc các chị con áo sock đai nâu với con áo nơ này nhá. Áo màu cam kia, áo cam dưới 57 cân. Quần mặc nhà em có 3 màu chị ơi. Quần tím kèm đai luôn, có kèm đai, giá là 140. 140, còn cái quần hồng này là 130. Nhưng quần hồng này em màu tím chỉ còn có 3 cái thôi. Các chị chốt là ghi mã hàng là quần tím đai nhá. Quần tím kèm đai cái đấy là 140. Còn cái màu hồng như này thì là 130 này. Đây, cái màu hồng như này thì nó có nhiều. Cái màu tím thì còn có mỗi 3 cái thôi. Nó lại bị đứng hình rồi. Ghi mã này ghi là áo nơ đá cho em đi các chị. Nơ đá nhá mọi người nhá. Con áo này bỏ vào
dây áo đâu ta. Áo nơ đá đang mặc của em là sale các chị trên line, giá là 170 đi ạ. Quần tím chị không lên đâu, quần tím còn có 3 cái thôi em ơi. Mấy set bộ á? Mấy set bộ nào em nhỉ? Cái khuy lên cho em nhé. Đây, các chị chốt đơn em mã này ghi là áo nơ đá đi các chị ơi. Áo nơ đá 170. Sơ mi xanh hoa trà kia 135 chị ơi. Quần sock dai nâu của em là có 3 màu, giá là 170, hàng 2 lớp nha các chị nhá. Bên ngoài thị trường là toàn bán hơn 200 đấy các chị ạ. Để em mặc con áo này đã. Xét áo hồng quần trắng đi, áo đấy tí em mặc cho. Đây các chị ơi, lên đơn mã này ghi là áo đá nơ cho em có 2 màu. Áo đá nơ 170 rất là xinh nha các chị nhá. Mình đeo vào dây quay trong em nó không bị lộ dây nhá. Đây cái áo này các chị đeo dây quay trong cho em là được. Em đang mặc cái áo bra, nó hơi cổ, nó hơi cao. Nhưng mà cái này không bị lộ đâu các chị yên tâm. Đấy, toàn bộ những cái này là đính nơ rất là xinh tỉ mỉ nha các chị nhá. 170. Cái này em có cả màu trắng nữa đấy. Có hai màu là màu trắng với cả màu nâu các chị nhá. Đây đính những cái nơ nơ rất là xinh luôn các chị này. 170 ạ. Nơ đá 170, áo cam ok, nên áo cam ok chị. Cái áo bờ nào em nó cao quá, cổ nó cao quá. Đấy. Áo cam này ghi là áo CL chị ơi. Chốt đơn áo này ghi là áo CL. CN nha các chị nhá. Đây. Có màu trắng, màu hồng sen, màu cam với cả màu xanh ạ. Còn chị Như Nguyệt ơi, nơ đá nha em các chị ơi, nơ đá mặc nó là màu nâu. Vậy là đi nhá, cái này nhiều khi nó hơi nhăn. Em mặc cái gì ở sock dai nâu. Đấy, mà ở đây là ghi mã hàng này, áo CN này, màu hồng, màu trắng này, màu xanh với cả màu này các chị ghi là màu cam cho em. Áo CN dưới 57 cân 115.000 ạ. CN 115. Em mặc các chị lên đơn là áo nơ đá nhá mọi người nhá. Cực kỳ tiểu thư luôn ý. Con áo này thả giá ra dáng ra nó cũng xuống đẹp cơ. Ok cổ V bây giờ mặc chị ơi. Nơ đá mọi người, thả dáng xuống ra mặc nó cũng dành dáng baby doll. Con áo này của em là dưới tầm 57 cân các chị vừa nhá. Đẹp nhất là cái phần cổ các chị ạ. Phần cổ đá rất là xinh. Xét tím kia em có bán rời chị ơi. Em mua lẻ quần mẻ cũng được. 45 cân vừa chị ơi. Áo này em 40 cân đến 57 cân. 115 chị Phạm Phương nhá. Nơ đá 170, lên số điện thoại là có đơn chị ơi. Ok, các em một lần là có đơn. Con áo nơ đá này xinh lắm. Đây cái áo của em là áo bra, nó ngang. Nếu mà bình thường áo mình mặc nó ngang này, nhưng mà cái áo này em nó VV, thành ra mặc lên người nó bị nhìn nó hơi lộ. Nhưng mà các chị mình đeo dây quay trong mặc áo ngực bình thường là được nha các chị nhá. Em bán lẻ chị ơi. Áo CL, CL viết tắt là Chanel. Có thấy chứ chị Trang Bùi ơi. Nó đang bị ẩn comment, các chị thả tim thả like, chia sẻ like cho em đỡ bị ẩn comment nha các chị nhá. Áo nơ đá các chị chốt đi 170. Nơ đá 170 các chị nhá. Từ từ để em xem nào. Mạng yếu quá nào không xem được, đọc được comment đây này. Em qua mẫu này. Chia sẻ like của em cái các chị đã bị ẩn comment rồi mọi người ơi. Hiện tại Facebook cũng đang rất là ẩn luôn đấy. Chết rồi, kiểu gì này. Cổ vét còn chị ơi. Thả tim thả like, chia sẻ like của em cái các chị. Set tím sau bây giờ em mặc lẻ áo nhé chị ơi. Còn em bán cả set thì nhưng mà quần em chỉ còn có 3 cái thôi. Để em đọc bình luận phát. Nơ đá có 2 màu. Là màu nâu. Màu nâu với cả màu trắng chị ạ. Nơ đá 170 nha các chị nhá. Nâu và trắng. Nâu và trắng các chị ơi. Tôi móc đúng hết rồi nhỉ.
Nơ đá 170 ạ. Em qua mẫu nhở. Bây giờ em qua mẫu nha các chị ơi. Chị ơi chưa nhận được thì cứ bình tĩnh từ từ đã. Vì mới đặt thì không chưa nhận được hàng luôn đâu. Con này dưới tầm 57 cân các chị vừa. Em mặc các chị ghi là sock đai nâu đi ạ. Sock đai nâu 170. Con này là con áo pha gen này, 175 này. Quần mặc nhà em có 3 màu, màu nâu, màu đen, màu em mặc là màu trắng á chị ơi, SML dưới 60 cân. Áo viền chỉ nhà em chỉ có SM thôi, là dưới tầm 58 cân các chị nhá. Áo viền chỉ chỉ có size S và size M thôi ạ. Em qua mẫu nhá. Lên cho chị con áo tím. Lên cho chị con áo polo tím nhá, polo tím 119. Áo pha gen có 3 màu chị ơi. Chị anh Hoàng Anh em xin số điện thoại nào, các chị đặt hàng tất cả lên số điện thoại em với. Sock đai nâu em mặc là hàng 2 lớp, giá là 170.000 một quần các chị ơi, 170 hàng 2 lớp rất là dày dặn nhá. Đây, em mặc các chị chốt đơn mã hàng là áo cá sấu tím. Áo em chỉ có size SM thôi, dưới 60 cân. Áo gen đấy 192 phản lái vừa, 65 cân quay đầu vừa chị ơi. Sơ mi cam CL kia giá đang sale live các chị trên live, giá là 115.000 các chị nhá. Áo trắng đen mới bỏ xuống bao nhiêu á? Đây á. Áo này của em là 170 ạ. Áo này 170 chị ơi, nhưng mà em chưa nghĩ ra mã là cái mã gì. Áo điệu đi các chị, cái mã hàng áo điệu cho em nhá, 170 chất hàng loại 1 nhá. Hàng loại 1 các chị ơi, SM, nhưng mà con này em chưa biết là bao nhiêu cân vừa vì là cái này form bé lắm. Đây size M này, tí em mặc thử size M có vừa hay không, chắc tầm 55 cân rồi. Đấy, con áo viền chỉ đẹp kìa. Set hồng em không mặc đâu ạ. Áo set đấy em chỉ dơ cho các chị xem thôi. Không tí mặc cái áo rồi từ em sơ vin cái này phát. Cá sấu tím đi các chị ơi. Sơ vin nó bị cộm như này. Cá sấu tím SM không hết L nhá. À cá sấu tím SM dưới 60 cân các chị vừa nhá. Đây các chị nhìn hàng này. Con áo này form rất là đẹp lắm. Để em bóc cho chị xem. Đây cái này em đang sẵn hàng. Đây, các chị nhìn này. Một cái áo thì nhận hàng đẹp không? SM dưới 60 cân các chị yêu ơi. Đây. Đấy, đóng tem hàng thêu nhá. Cá sấu này là hàng thêu chứ không phải là nó in nó dán hình lên đâu. Giờ Thúy Anh đặt hàng lên số các chị ơi. Tí em mặc cho chị ơi. Áo nu với quần phồng bao nhiêu á? Áo này 175, quần là 160 chị nhá. Áo 175 quần là 160. Thì chốt đơn mã hàng là áo cá sấu tím đi. Áo điệu bê ấm lên. Sơ vi gen đấy có 3 màu chị nhá. Quần em mặc cũng có 3 màu luôn. Quần em mặc là các chị ghi mã hàng là quần sock đai nâu. Cái này em mặc có quần sóc bò đẹp hơn. Đây em có màu nâu này, màu trắng em mặc với màu đen này. Màu đen đây. Sóc đai nâu các chị ơi, giá là 170.000, SM dưới 60 cân, à SML dưới 60 cân. Áo mặc của em lại ghi là cá sấu tím các chị nhá, 119. Con áo này hàng chất rất là đẹp luôn các chị ơi. Chất rất là đẹp luôn. Cá sấu tím nha các chị nhá. 119 ạ. Ghi là áo ấy em ơi. 47 cân vừa S chị ơi. Áo mặc của em là SML. Áo pha gen này của em là có màu be, màu xanh với cả màu màu be màu xanh với màu gì nhỉ? Màu đen. Áo này chốt đơn mã hàng là áo pha gen form to rộng dưới 65 cân các chị vừa nhá, chất rất là đẹp luôn, 175. Màu xanh này. Được chưa mọi người? Cá sấu tím chốt đơn. Em mặc các ghi mã hàng là sock đai nâu nhá. Nó có kèm cái đai đấy. Cái này em mặc nó sơ vin nó hơi cộm. Tại vì là em sơ vin qua loa thôi. Với bụng em là bị to bụng dưới nên là mặc cái màu trắng này các chị nhìn nó hơi lộ. Các chị mặc sang màu đen hay mặc sang màu nâu khác hẳn luôn. Đấy, sock tím. Đấy, em mặc qua mẫu nhá.
cá sấu tím các chị ơi. Cánh tiên xanh có màu trắng không á? Có, đấy là mã hàng hoa trà có trắng. Ờ, đúng rồi, freestyle chị ơi, dưới 65 cân. Ghi là mã hàng là áo phối, áo pha gen đi ạ. Áo điệu, bây giờ lên áo điệu nha các chị nhá. Đây, em lên lốp về con áo polo đã, em sẽ lên áo điệu cho các chị. Cái này còn chưa cắt khuyết này. Cái này em mặc cái quần bò này rất là xinh. Chưa cắt khuyết. Mã hàng là áo cà sấu tím, cái này mắc bật cái quần sóc trắng hay sóc bò đẹp hơn đấy các chị ạ. Bò sóc trắng hay sóc bò. Cái này mặc cái quần bò hay quần sóc trắng thôi là đẹp. Ok nhá, qua mẫu các chị ơi. Ok, CN các chị chốt đơn cứ lên số đi. Áo xanh cổ cánh tiên giá bao nhiêu? Cái dưới là chị ơi, cái dưới là 135 nhá chị nhá. 135. Lên các chị con áo điệu này. Sau đó lên các chị con áo cầu vồng. Không, ngứa ra được chị, cái đấy là vải lụa tơ mà. Nó là phối gen thôi chứ nó không phải chất gen. Nó là phối gen thôi chị ạ. Cho đơn mã hàng cá sấu tím cho em. Ngoài ra có mấy hình này đẹp các chị. Em có cá sấu gì nhở? À đây, áo ngựa các chị, ghi mã hàng áo ngựa cho em. Cái này thì là cá sấu xanh nhá. Cá sấu xanh, áo ngựa. Tất cả đồng giá 119. SM thôi, không có L đâu chị nhá. Áo này chỉ có S và M thôi, SM dưới 60 cân. Đấy, ghi mã hàng cá sấu tím cho em, con này mặc rất là xinh, polo này. Tím là tím khoai môn, mặc lên nó dịu, nó nhẹ, nó da lắm. Sơ mi cam mặc dầu em ơi. Em qua mẫu nhá. Đây, con áo này chốt đơn mã hàng là áo cổ hoa các chị nhá. Áo cổ hoa 2 size SM dưới 57 cân. Con áo này của em là giá là 135.000, à 130.000, em xin lỗi, 130. Là gen rất là xinh. Cái này về là đi nhá, cái này còn lép gấp, nó len này bị gấp này. 130 đi ạ, áo cổ hoa nhá các chị nhá, 130. Đấy, cá sấu tím 2 size SM này. Em mặc size S này này. Cá sấu tím ạ, 119.000. 60 cân mặc size M nha em, bình thường là đến 65 cân. Nhưng mà bây giờ nó chỉ có hai làm hai size là S và M thôi các chị ơi. Cá sấu tím, cá sấu xanh và cá sấu áo ngựa các chị nhá. Đây là cá sấu xanh này. Đây là áo ngựa. Các chị đừng ghi cái mã này, đừng ghi là cá sấu, nó ghi là áo ngựa cho em nhá. Áo ngựa nhá. Nó không phải là hình cá sấu, nó là hình con ngựa. 60 cân mặc size M. Sơ mi vàng chà neo 115 chị ơi. Quần công sở em không bán chị nhá. Cái này 60 cân các chị cứ chốt size M là vừa. Đây size M to đùng luôn. Thậm chí là đến 65 cân luôn. Đợt này nó không có làm ML, không có làm L đâu. Nó chỉ có làm size SM thôi các chị ơi. Em không lên chân váy dài đâu chị ơi. 60 cân vừa chị nhá. Hai size SM dưới 60 cân các chị thích lấy cái nào thì lấy. Em mặc cái size M này. Áo hồng đó 56 cân mặc size M vừa chị ơi. Đây con này các chị ghi là áo cá sấu xanh. Đây. Cũng là nó kiểu thêu chứ không phải là hàng in, không phải in mực đâu các chị. Đây nhá. Đấy. Con này là áo ngựa này. Con này áo ngựa cho em. Nói chung là mấy mã này, đợt này polo nó rất là hot luôn. Để các chị qua mẫu nhá. Lên các chị con áo điệu đi. Chất đẹp lắm. Rồi em mặc các chị ghi là áo cá sấu xanh SM dưới 60 cân. Cứ tầm 55 cân trở lên mặc M nhá. Con áo này size M nó mặc là rất là rộng luôn. Còn size S nó sẽ bó vào người hơn. M này. Ghi mã này cho em là áo cá sấu xanh nhá. Lên số điện thoại đi chị Ngọc Moon ơi. Xếp tím tí em mặc nhá. Bây giờ các chị cứ em lên lần được các mã nhá. Đây cá sấu xanh. Cá sấu tím, cá sấu xanh với cả áo ngựa nhá các chị nhá. Áo màu be ghi là áo phối gen em ơi, áo phối gen. Quên mất quần áo này ngồi chưa mặc được các chị. Áo cầu vồng các chị ơi. Lên lốt quần áo cầu vồng cho em đang mặc tiện mặc cái quần.
áo hồng ghi là áo cổ hoa chị ơi, ghi đúng mã cho em đi chị. Cái sơ mi sát cạnh cái đũi xanh lá là cái gì? Đây á chị, đấy là áo hot nhá chị ơi, đây là áo hot. Lên chị ơi, áo cầu vồng này. Áo cầu vồng nhá mọi người. Mặc này đúng chưa? Áo cầu vồng nhá mọi người ơi, 140.000. Áo cầu vồng 140, con áo này các chị mặc đi biển nó rất là đẹp luôn. Cầu vồng 140, con này mặc nó hơi trễ vai một tí nha các chị nhá. Cổ hoa không phải đỏ là màu hồng sen chị ơi. Lên nãy giờ rồi đấy, cái gì nãy giờ là cái gì hả chị? Sơ mi vàng là cái gì? Đây áo hồng cổ hoa treo ngay kia chị nhìn đập vào mặt luôn rồi mà. Nó đập vào mắt luôn rồi, ngay trước mặt luôn, các chị cứ thế chốt đơn thôi. Không cái đai đẹp hơn nhỉ, để em xem cái đai đẹp thắt. Em mặc các chị chốt đơn mã hàng là áo cầu vồng. Quần mặc là 170 chị ơi. Cổ hoa là 130 thôi ạ, à. SM dưới 57 cân. Ok Ngọc Moon nhá, nếu thấy ghi dồn đơn của em với nhá. Đấy áo hồng cổ hoa treo ngay đằng sau lưng đấy các chị mình chốt luôn đi. Hồng cổ hoa đấy giá 130 thôi các chị ơi. Chân chữ A có tí em lên cho. Đang buồn ngủ đây các chị này. Lai cố lai lúc nữa đi ngủ sớm này. Áo cam sau, áo đấy là áo Chanel chị ơi. Áo CN115. Chốt đơn em mặc các ghi mã hàng là áo cầu vồng đi các chị nhá. Áo đấy 115 chị ơi. Áo mô be là áo phối gen giá là 175. Áo xanh bèo màu sau em á. Cái này ghi là áo hot chị ơi. Áo hot này nhà em giá là 165.000 các chị nhá. Áo hot 165. Quần tím còn có 3 cái thôi, chị đặt luôn đi, hết hàng đấy. Quần đấy free size. Đây. Áo cầu vồng các chị mặc đi biển rất là đẹp luôn. Đấy mặc trễ vai như này cũng được. Không các chị mặc kiểu lên vai. Đấy cầu vồng nhá mọi người ơi. Đó là kiểu đan chéo. Cầu vồng em mặc nó là màu cầu vồng xanh, cầu vồng tím và cầu vồng vàng đi. Kiểu cam cam đi. Cầu vồng màu cam này, cầu vồng màu tím này. Em mặc nó là màu xanh đó chị nhá. Áo cầu vồng 140. Chất nó rất là co giãn dưới 60 cân. Con này mọc lên form đẹp lắm. Cầu vồng 140. Áo hót 165. Đây áo cầu vồng các chị chốt đi. Cái này mặc nó hơi bẹt vai một tí. Cái này mặc với mấy cái mã quần u mì cũng đẹp cơ. Áo trắng gần cam kia. Áo trắng gần cam. Đấy là áo hot đấy chị, tí em dơ lại cho. 60 cân vừa size L rồi chị ơi. Cả set tím á. Cầu bằng 140 chị ơi. Hai size SM các chị dưới 60 cân nhá. Chất là chất kiểu chất thun gân đi, mặc nó rất là co giãn ạ. Em mặc là cầu vồng xanh, đây là cầu vồng tím và đây là cầu vồng màu cam nhá. Màu nào cũng đẹp các chị ạ, SM dưới 60 cân. Ghi mã này là áo cầu vồng cho em. Vừa chị ơi, dưới 60 cân, hai size SM. Đẹp lắm. Em mặc là màu xanh, các chị đừng ghi thế. Các chị chốt theo màu, màu xanh này. Đây là màu tím nhá, các chị thấy những màu nổi bật ý, màu tím này. Tại vì là cái này nó cũng có viền hồng này. Đây cũng có viền hồng. Nên là thành ra nó dễ bị nhầm. Nên em sẽ đặt những cái màu mà nó không có viền nào cái, nó chỉ có duy nhất nó có viền đấy thì em sẽ chốt theo màu đấy. Cái này nó chỉ có duy nhất viền xanh là nó khác những màu còn lại này. Đây là viền tím này thì các màu còn lại không có tím. Cái này là viền cam này thì các màu còn lại không có viền cam mà đỡ nhầm nhá. Còn nếu không các chị chốt nó theo hồng sen, đây thành hồng này. Đây cũng có hồng này, dễ bị nhầm lắm. Nên các chị ghi đây là màu xanh, đây là màu tím và đây là màu cam cho em. Áo cầu vồng 140, còn quần là 170 nhá. Quần 170 nhưng mà đai là đai khác phải đai này đâu. Áo cầu vồng 140 các chị nhá. Trễ vai này. Mặc cử động rất là thoải mái, nó không bị co nhá. Các chị mình thích mặc tụt tụt vai nữa thì các chị mặc, không các chị mặc kiểu không thích hở các chị mặc bình thường này thôi, trễ bình thường thôi. Đấy, áo cầu vồng 140. Qua mẫu nha các chị ơi. Xong mặc 170. Cầu vồng đẹp lắm, SM dưới 60 cân, chất nó siêu co giãn luôn.
chất thun tăm mặc rất là sướng. Màu xanh, màu tím. Ok, Trần Phượng nhá, đặt hàng lên em xin số đi chị ơi. Đây mặc màu tím nữa chị, mặc đủ màu luôn. Con này em đang sẵn hàng mà. Em đang là size S đấy ạ. Chất liệu nó là vải thun co giãn nha các chị nhá, thun gân. Mặc thoải mái lắm. Các chị kết hợp thì em mặc với những cái mã quần đệ màu tím, nó có tông màu tím, các chị mặc quần sóc tím này. Áo hot là một quần em là ML dưới 60 cân. Áo hot nhà em là 165, hai màu trắng với màu xanh chị ơi. Đây. Đây là cầu vồng tím này. Đẹp lắm, áo cầu vồng các chị nhá. 140.000 thôi các chị ơi, 140. Đấy, các chị chốt mã hàng áo cầu vồng cho em. Chất nó rất là co giãn, đặc biệt cái màu sắc nó rất là nổi bật, các chị mặc mùa hè mặc đi biển nhá. Nó rất là sặc sỡ, nói chung là nó hợp với mùa hè. Đấy các chị mặc quần này cũng được, không các chị, nói chung là mặc cái quần bò cũng đẹp. Quần bò, sóc bò đẹp. Đây chân váy bò này. Rất là dễ mix đồ, không phải là cứ mặc cái quần sóc trắng. Các chị mặc cái chân váy bò cho em cũng rất là xinh, chân váy bò rách nhá. Mặc với cái gì cũng đẹp các chị ạ. Đây size S không vừa rồi. Mặc với cái gì cũng đẹp luôn, cầu vồng kèm màu đi ạ, 140. 56 cân mặc size L chị ơi. Em mặc cái ghi mã hàng là sock dye nâu. Đây màu cam đẹp này. Cầu vồng này màu cam đẹp, nói chung là màu nào cũng đẹp, mỗi màu nó một đặc điểm khác nhau. Màu xanh với màu tím là hai màu nổi. Và các chị thích những cái tông màu trầm các chị lấy sang cái màu cam cam này đẹp này. Đây, 140 các chị ơi. Hai size SM nha các chị nhá, hai size SM. Đấy mặc nó chéo như này rất là xinh. 140.000 thôi ạ. Quần mặc là 170 chị ơi, hàng hai lớp, sóc bò này không có like chị ơi. Áo có 3 màu, xanh, tím và vàng. Đây. Đây áo cầu vồng, chốt đơn mã hàng áo cầu vồng cho em. Mặc đi biển quá đẹp, nó xốp yếm có chị ơi, xốp yếm em đang sẵn đây rồi này, 85.000. Đấy thả dáng ra, nó là dáng dài như này. Nên các chị mặc nó không bị ngắn đâu. Đẹp lắm. Đấy nó kiểu hơi bẹt bẹt vai, nó không có trễ hẳn nhá. Nó kiểu thiết kế đan đan ấy. Thiết kế đan chéo đan lưng này này. Đấy, đẹp lắm mọi người ơi. Cái sau lưng các chị cái mác các thứ gắt đi cho đỡ gọn. Như Sơn không thấy đến đâu. Hôm nay nhiều bà kiện đơn quá, chị hiểu vấn đề là nghỉ lễ mất 2 ngày. Có những đơn vị vận chuyển người ta nghỉ đến 3 ngày cơ. Hôm nay các chị cũng thế, mình được nghỉ bù mà. Thì người cũng phải ai cả nước được nghỉ thì tất cả công việc về công ty hay là gì ấy người ta cũng phải được nghỉ ngơi chứ các chị. Làm sao mà làm cái ngày lễ được. Nhiều chị á, em ơi sao chị hẹn giao ngày mai, ý là ngày 30 thì sao shipper không giao đấy, còn nhiều chị như thế cơ. Bây giờ các chị được nghỉ không phải cho người ta nghỉ ngơi chứ, cả nước người ta đều được nghỉ lễ hết mà sao các chị cứ bắt người ta phải đi làm ngày lễ là như nào. Đây là màu cam này. Những vấn đề kiểm tra đơn, ebook kiểm tra đơn các chị ơi. Đây là màu xanh nha các chị nhá. Áo cầu vồng xanh. Chất đẹp lắm các chị ơi, 140 thôi. Thật sự em mà bán này không có ai bán rẻ hơn em đâu, không có ai phản giá hơn em đâu. Màu xanh là đẹp nhở, màu này rất là sặc sỡ luôn, đẹp dã man luôn. Mặc đi biển các chị ơi. Nghỉ lễ, thật sự là nghỉ lễ các chị mặc đi biển, cái thời gian nghỉ lễ như kiểu hành xác ấy. Em sẽ không đi biển, không đi du lịch vào những cái ngày lễ đâu, nó đông lắm. Đông nó rất là, nó gọi là không đảm bảo ấy. Đây các chị nhá, màu tím này. Đấy, cho đơn mã hàng cầu vồng qua mẫu nhỉ. Hoài Thương, à Hoài Thương bom hàng một lần không gửi chị ơi. Chị em nhớ chị ở Hưng Yên đúng không? Có phải chị không? Mấy lần gắn cờ đỏ không gửi hàng đâu, mấy bà bom hàng một lần thôi. Không bao giờ em gửi hàng, không em gọi là bom hàng lần đầu có thể lỗi của em, nhưng mà để bom hai lần để lần đầu lỗi các chị, nhưng mà để bom đến hai lần thì không, thì là lỗi của em. Nên là các chị đã bom một lần không mời em gửi hàng nữa nhá. Mà em vẫn cố tình em gửi, mà để bom lần nữa thì thật sự là em gọi em cạn lời đối với em luôn. Em sẽ không bao giờ em gửi hàng cho những chị nào bom hàng. Hoài Thương nhớ bị gắn cờ đỏ. Nên là những chị nào mình đã bom hàng em thì không cọc tiền cho em, không đến lúc mà lại bảo là sao không gửi hàng. Đợi em tí nha. Đã bị bom, đã bom hàng em một lần thì đừng hy vọng em gửi lần thứ hai nếu các chị không chuyển khoản, không cọc tiền. Không kết nối được.
Thôi vào điện rồi, may quá. Ôi dồi ôi. Ôi thật ra nhanh thế. Không gửi hàng, ui dồi ôi. Lại được mấy bà này. Mới rời mắt ra một cái. Nhà em không cọc tiền mà không gửi hàng. Chị cọc từ bao giờ đấy chị? Em bảo đừng có ảo tưởng là đặt hàng phát là hôm sau nhận được hàng luôn đâu nhá. Mà là nhà em phải có thời gian gom hàng, đi hàng phải ít nhất là từ 3-5 ngày. Chị inbox em xem chị đặt em là cọc cái gì mà không gửi hàng, thì khác gì bảo em lừa đảo đâu. Còn cảm thấy là không đợi được hàng, hủy đơn. Em giải cọc, không vấn đề hết nhá. Cọc tiền từ bao giờ mà chưa gì đã lên đây kiện. Đặt tuần trước thì xin lỗi chị, tuần này mới nhận được hàng chị ơi. Đặt tuần trước vào đợt nghỉ lễ đã mất bố là 3 ngày rồi. Mấy bà này thật sự em bán được mấy chị em thật em đau tim lắm. Cứ một vài ngày lại kiện mà kiểu như là giống như kiểu em lừa các chị tiền cọc không bằng ấy. Chưa gì có những bà đặt hàng từ hôm 27 mà bà còn ấm ma mớ bảo chuyển khoản tiền cọc thì không chuyển lại đi chuyển khoản kiểu dạng như là số tài khoản thì không chuyển thì lại đi chuyển Momo. Em không dùng Momo đến lúc mà các bà ấy gửi bill em rõ ràng không nhận được tiền trong tài khoản, không nhận được tiền. Thế là mất 2 ngày để mà check lại đơn. Có số điện thoại là có đơn chị ơi, nên con nào yếm nhá. Tuần trước thì chưa nhận được luôn đâu chị ơi, khổ chưa gì đã lên kiện em là không gửi hàng, thế khác gì để bảo em lừa đảo quá chị. Đây có những chị nào nhà em đã bao giờ em từ chối gọi là giải quyết đơn hàng đó chị đâu. Cọc tiền thì em sẽ gửi, chỉ là chậm hay là nhanh hay chậm thôi. Có những chị mua quá nhiều em gom phải mất mấy ngày em mới gom được hàng ấy. Nhưng mà yên tâm là em có gửi chứ không có chuyện là nhận tiền cọc rồi mà không gửi. Quỳnh Ngọc chắc là bom hàng rồi chị ơi, những chị nào bom hàng không được chốt đơn nhưng mà không gửi hàng đâu. Những chị nào đã bom hàng được gọi để chốt đơn nhưng mà sẽ không được gửi hàng. Nên là các chị đừng nói thật, nhiều chị mặt dày lắm. Rõ ràng đã bom đơn trước mới bị hoàn về tuần trước xong lại thấy lên like đặt. Em không nhận ra thôi nhưng mà xong lúc mà đặt hàng nó mới vỡ lẽ ra là vừa bom hôm nọ xong. Không nhận hàng mà vẫn còn lên đây đặt thì không hiểu cái gì luôn. Chị ơi nhưng mà chị inbox em mới kiểm tra đơn được xem là chị đã gọi đi chốt đơn hay là cái gì. Hay là vấn đề cọc tiền rồi nhưng không báo lại bên em không biết là chị đã cọc rồi. Đấy còn nhà em không bao giờ các chị yên, không phải lo vấn đề là cọc tiền rồi mà không gửi hàng. Đấy bây giờ em đánh cả sự nghiệp bên em cửa hàng to đùng em mở ra như thế này. Mà để lừa đảo các chị được à. Nên là không có chuyện là cọc tiền mà em lấy tiền cọc các chị làm gì đâu. Kể cả hết hàng cái gì em giả lại cọc. Nên yên tâm, các chị mình inbox em kiểm tra đơn em giải quyết đâu ra đấy, không phải lo vấn đề đấy. Chị đặt lại thế là chị chưa có đơn rồi. Chắc lại bảo dồn cái gì rồi. Áo đặng quần em mặc là 170, áo yếm là 85.000 các chị ơi. Áo yếm này dưới 55 cân nhá. Màu xanh, màu trắng này, màu cốm này. Ui dồi. Xanh trắng cốm này. Màu vàng gọi là vàng đi. Nâu. À be và đen đi các chị ơi, be và đen áo yếm ạ. 100 À quên, áo yếm 85.000 dưới 55 cân. Quần mặc là 170. Vâng, tất cả các chị phải hiểu nhá. Hôm nay em live stream các chị đặt hàng, ngày mai gọi điện, ngày kia mới đầu mà đi hàng. Mà chưa chắc là đi được hàng đâu, ngày kia mới đi được hàng. Tại vì là các chị biết là làm đơn nó phải theo dây chuyền, nó phải theo hệ thống. Đấy khâu gọi điện chốt đơn nó mất nguyên 1 ngày, 2 ngày rồi. Lên đơn cũng mất 1 ngày, 2 ngày rồi. Đấy, vừa lên đơn vừa đóng hàng thì may ra là các chị hôm nay đặt hàng, ngày kia mới được đi hàng. Nên các chị đừng tính thời điểm từ lúc các chị đặt, phải lúc gọi điện chốt đơn. Đấy, sau đó từ 3-5 ngày các chị cứ thời gian khoảng thế đi. Áo yếm 85.000, quần em mặc đây là 170 chị ơi. Áo yếm là 85.000 nha các chị nhá. Áo yếm 85. Áo Zara là áo gì nhỉ? Cổ trắng đen á. Đây áo này là áo cổ hoa chị ơi. 130. Ok Hoài Anh spa chị ơi. Chị nào mà mua nhiều mà cọc tiền không cọc thì không gửi đâu. Không, mà form như nhau nhưng mà chất nó khác chị ơi. Cái chất kia là chất xốp. Cái chất này nói chung là nó tùy chất vải, tùy nhà nhập nên em nhập được nhà này rẻ hơn. Form nó tầm 55 cân quay đầu vừa chị nhá. Nó cũng co giãn nhưng mà em 54 cân, em 53 54 cân em mặc nó vẫn thoải mái thì các chị tầm 55 cân quay đầu vừa nhá. Form nó cũng không phải form to, không phải form nhỏ, nó form thường. Chất thì nó khác nhau thôi. Nên là chị một đằng một hơn 100, một đằng là 85 đây. Nó cũng có giãn mà các chị. Tầm 55 cân quay đầu các chị vừa nhá. Em mặc 50 mấy cân đây này. Nên nó có giãn mà, nhưng mà form nó cũng hơi nhỏ thật. Tức là không đến 60 cân được, đấy tầm 55 cân thôi. Áo yếm đi ạ, 85.000. Áo tím hoa trắng.
áo túi Chanel là áo gì ta? À, áo Chanel đấy là 115 em nhá. Áo cổ u em hết hàng chị ơi, chị đặt đây vẫn còn hàng gửi các chị nhưng mà thế thì em không rõ, nhưng mà em đang nói vấn đề là nếu mà các chị đặt hàng thì đặt hàng mà gọi điện nhưng mà đến 2 lần mà không được gửi hàng thì chắc là đã từng bom hàng. Còn mua lần đầu tiên bên em thì chốt 2 lần bảo em quên đơn, thế thì chắc là do nhân viên nhà em, do đó bên em thì các chị gửi đi. Ô thế á, chắc nhân viên nó không biết đấy Huyền ạ. Tin nhắn được nhưng mà tin nhắn em chốt nó sẽ check tin nhắn hơi lâu đấy chị ơi. Còn những chị em nhớ là chị Hoài Thương là thứ nhất. Em gắn cờ đỏ, đỏ gọi là đỏ chóe lẹ luôn. Em ghi chữ to đùng là bom hàng đấy rồi, sẽ không được gửi hàng đâu. Em nói là nói chị Hoài Thương đấy. Còn một chị nữa ngày trước cơ, em vẫn nhớ là Thúy Lê. Vừa bom hàng ngày hôm trước, một tức là ngày hôm nay. Ngày hôm nay là không nhận hàng, thấy báo bị đơn bị hoàn. Tối lại lên like đặt, đấy, không hiểu là mấy cái bà ấy kiểu thế như nào luôn. Còn chị Quỳnh Ngọc thì chị book lên kiểm tra đơn. Còn nếu đơn chị bị sót đơn thì có thể là đơn to không cọc tiền hay là gì đấy. Hoặc là chị đặt những cái vào hết hàng thôi. Nhân viên bảo quên đơn thì chắc là do lỗi nhà em là bị quên đơn thôi của chị. Đây lên cái áo này nhá. Áo cổ U các chị thích không? Áo cổ U mặc cho các chị với quần phồng GC nhá. Cái này em có khóa sườn. Áo này của em free size 55 cân. Quần màu nâu kia 58 cân đó, không vừa chị ơi, quần đấy của em tầm 55 cân thôi ạ. 55 cân thôi các chị ơi. Thôi cổ U tí em mặc với kia đi. Áo yếm là 85.000. Zara cổ tim chị chưa về hàng em ạ. Các chị chốt đơn mã hàng áo túi hộp này. Túi hộp 120 này. Hết hồng sen rồi các chị nhá. Hết màu hồng sen, nó chỉ còn màu trắng, màu đen với cả màu màu trắng, màu vàng với cả màu xanh chị ơi. Túi hộp nha các chị nhá. Túi hộp 120.000, áo tím bông trên cùng á. À, đây con áo này nhá. Đây đúng không chị ơi? Con áo này nhà em thì giá là 200.000. Đây là hàng cao cấp. Quần mặc có đen chị ơi. Túi hộp nhà em là 120. Quần nâu kia tầm 55 cân thôi chị ạ. Đây em có con áo tơ tằm này. Áo tơ tằm này hàng 200 này. 199. Con siêu phẩm luôn. Con quần sóc tím này em còn 3 cái cho chị đặt nhanh nhá. Quần sóc tím là 140. Em chỉ còn có 3 cái. Free size cáp chun 50 cân, à 60 cân thì chỉ có quần lụa thôi chị ạ. Xinh quá mọi người. À quên quần áo điệu đấy chưa like này. Áo điệu mới có vừa không này. Áo điệu này của em size M này. Túi hộp 120 ạ. Quần mặc 57 cân vừa size L chị ơi. Sóc tím em chỉ còn có 3 cái thôi, 140. Còn sóc hồng thì em còn nhiều. Áo điệu này không biết bao nhiêu cân vừa nhỉ? Chắc tầm 55 cân thôi. Áo này form hơi bé rồi. Đây size M này 170 các chị ơi. Áo điệu 170. Áo tím bây giờ em mặc đây. Đây áo tím đây này. Ui dồi. Ui dồi. Thôi không vừa đâu em, cái này tầm 50-51 cân thôi, không kéo được khóa các chị ơi. Đây đoạn này kích nguồn form bé lắm, áo này form bé lắm luôn ý. Con áo này em không biết nhà khác như nào, đấy nhà này form nhỏ quá, nhưng mà hàng này nhà hàng chuẩn đẹp luôn ý. Con áo này chốt dưới 50 cân thôi các chị ơi, thôi bé lắm. Mẫu tay em cầm bao nhiêu, tay cầm là cái gì hả chị? Áo nâu tay em cầm bao nhiêu, nâu tay em cầm á? Áo này form này rất là nhỏ, 50 cân thôi nhá. Còn có thể có hàng nhái nó làm to hơn, nhưng mà chất nó không, nói chung là nó không phải hàng chất như này đâu. Cái này là chất kiểu chất tơ tơ này, cái này phần thân này chất tuyết mưa này, tang ta này. Áo này hàng loại 1 nhá, form bé quá. Áo điệu với các chị ơi, con này form chỉ dành chị nào mặc size S thôi nhá, không thì cái kiểu cái lưng người em này không kéo được khóa này, bé lắm không vừa được. Thôi ghi mã này áo điệu nhá, chốt dưới 50 cân thôi ạ. Bà nào eo nhỏ nhỏ nhá. Áo điệu này, ok, áo xinh màu xanh cho chị gì này. Quần không giãn chị ơi, áo điệu chỉ dành chị nào mặc size S thôi. Em cái này em không hệ chơi hệ được, em chỉ mặc size ML, em không chơi hệ được cái áo này rồi. Áo này form nhỏ quá. Hàng đẹp nhá các chị nhá, chất đẹp. Form rất là nhỏ. Ôi
rồi, biết ngay mà cái áo này em không muốn like, bởi vì là cái hàng này em nhìn em biết ngay nó chết eo này, nó giống cái áo trước em bán quá nhỏ luôn. Sơ mi có chữ trên túi là 115 chị ơi. Áo này ghi là áo điệu đi chị ơi, chỉ cho chị nào dành mặc đồ size S thôi, SM. Bà nào mà tầm 44-45 cân lấy S, còn nếu mà tầm 47-48 cân hoặc là 49 cân lấy M nhá. Em là hơn 50 cân không vừa đâu. Nói chung là bà nào hay mặc áo size S thì các chị chốt. Eo rất là nhỏ, eo dưới 68 các chị ơi. Nó chết eo mà không phải hàng lưng thun đâu nhá. Hàng em này hàng cặp khóa hết đây các chị nhìn này. Đấy, khóa toàn bộ luôn, chết eo. Nói chung là con áo này nó chỉ dành cho bà nào người mi nhon thôi. Không thì không vừa được. Đây túi hộp đấy các chị ơi. Túi hộp 120. Chị chốt mấy con áo xinh. Áo nâu vừa cầm, bạn đem con áo tím đi. Ok, Vũ Dung Quân áo điệu form rất là nhỏ các chị nhá. Eo 72 không vừa đâu. Eo dưới 68 thôi chị ơi. Form bé lắm. Đây em đem một chả vừa này. Không kéo được khóa hay là do cái đeo cái thắt lưng này nó to nhỉ. Nhưng mà thôi, em nó những cái hàng này nó chỉ dành cho bạn nào mặc size S thôi nhá. Không thì không vừa được, áo đấy form nhỏ lắm. Quần tắc ta, xếp quần tắc ta nó bao nhiêu? Áo là 175, quần là 160 chị ơi. Cái áo màu tím trễ vai đây. Ok, chibi bùi này, đây. Cái này quần sóc tím đẹp hơn đấy. Đây con này xinh quá, áo này hàng 200 nha các chị nhá. Đây là hàng loại 1. Nó không phải là hàng loại 1 là loại đắt, nhưng mà đây cái này chất này chất tơ tằm. Nó đẹp hơn cái hàng 150. Áo hồng phía sau bao nhiêu? Hồng 130 chị ơi. Không, eo 79 không vừa đâu chị ơi. Áo điệu đấy eo dưới 68 thôi. Ừ, béo lên Huyền đã đỉnh cái bụng chị này, kinh khủng không? Em các chị nhìn trong live ai bảo em béo, nhưng mà ra ngoài thì em gầy hơn trong live, nhưng mà mất cái bụng to. Nói chung là quần hay mặc size ML. Cái áo thì cũng phải mặc size M chứ mà ép thì ít khi vừa lắm. Kiểu người em là người tầm trung ấy. Áo nhung có nơ có hình con bướm về chưa chị ơi. Thôi cứ lấy M đi, chị bị bùi cứ lấy M cho thoải mái, tại cái form bé lắm. Đây anh em giơ các chị xem này. Để biết các chị biết có hai loại này. Cái này ấy, chất thì cái chất này nó là chất kiểu chất cũng là chất tơ, nhưng mà nó không phải đẹp như thế này. Tơ này sờ nó thích hơn, nên là giá tiền chênh nhau là 50.000. Chênh nhau 50.000. Áo cổ V tí em mặc chị ơi. Đây nhá. Cái hàng này thì là bông hoa trà này thì nó chỉ là hoa trà nhụy thường thôi. Nói chung là hàng này hàng 150 thì nó sẽ không đẹp bằng hàng 200 được. Hàng 200 này là nhụy đá các chị nhá. Cái nhụy bông hoa nó là có đá. Con này hàng 200 này, bên ngoài Hot Girl nó bán toàn 200 mấy thôi. 260, 208 là các chị ơi, em khẳng định luôn ấy. Đây các chị nhìn nhụy là nhụy đá các chị nhá. Bông hoa là bông hoa nhụy đá này, đẹp lắm. Đây các chị màu vàng đẹp này. Đấy, nhụy đá, cái bông hoa là tháo được nhá các chị nhá. Tháo được nó là gài băng thôi. Đây, màu be này. Rất là xinh. Con áo này các chị ghi mã này nào. Khó chợ, nhà em đặt hàng trên live chị ơi. Inbox không ai check tin nhắn đâu. Với các chị mình áo 2 dây mặc vest có chị ơi, 2 dây là 30.000, em 2 dây trơn. Các chị đặt hàng mà cứ nhắn vào nick Facebook của em mà không ai trả lời đâu. Em nick em là em dừng không dùng để bán hàng nữa rồi. Cái nick Hiền Dương, cái nick Hiền Dương Hiền em chỉ dùng để em gọi là em ấy thôi. Chị lười lắm, chị cứ ăn ngủ làm hết ngày, không muốn tập tành luôn. Lười. Đây. Áo này các chị ghi là áo trễ vai hoa nhá. Trễ vai hoa L1 tức là loại 1. Trễ vai hoa L2 tức là loại 2. Cái này ấy thì cái loại 1 này nó không phải, nói chung là loại 2 không phải hàng xấu, nhưng mà nó sẽ bông nhị hoa đẹp hơn này. Nhị hoa đẹp hơn, cánh hoa nhìn nó khôn hơn. Đấy, chất vải các thứ nó cũng xịn hơn nên nó đắt hơn 50.000. Sóc tím em không mặc đâu hết rồi chị ơi. Đấy, con này mặc rất là xinh các chị nhá. 199 các chị ơi. 199. Đấy, trễ vai không thích mặc trễ vai lên được, nhưng mặc cái này mặc trễ vai đẹp hơn. Đây có cả màu hồng này, màu vàng này các chị này. Ghi là trễ vai hoa L1 nhá. Trễ vai hoa L1 này, màu vàng này. Đây là màu be các chị ơi. Này, xinh lắm. Những cái áo này form nó sẽ chuẩn, nó đẹp hơn. Những cái hàng 150. Đấy, áo tím không, em không mặc quần không tím đâu. Trễ vai hoa L1 có hai size là size S với cả size M các chị nhá. Là dưới tầm dưới 60 cân. Đấy, em mặc là size S này, S là dưới tầm 55 cân, M là dưới tầm 60 cân. Nói chung con áo này tùy các chị thích mặc rộng thì các chị lấy tay lên size. Còn em là mặc size S đấy nhá. S em mặc size S mà nó vẫn kiểu thừa như này thì nói chung là các chị nó là hàng bo chun mà nên là nó cũng dễ mặc lắm.
Đấy, trễ vai hoa L1 này, màu vàng rất là trắng da này, màu tím này, màu be này, với cả màu hồng các chị nhá. Xinh lắm. Hai size SM. Đây con này con L1 màu hồng đẹp nhỉ. Em ơi màu hồng nhìn xịn dã man luôn. Các chị mặc cái này với cả quần suông hay là chân váy rất là xinh. Đấy, có hai loại nhá, L1 tức là loại 1, L2 tức là loại 2. Loại 2 không phải là loại xấu mà loại 2 đó là loại em ý là nó có hai loại ý các chị nhá. Không phải hàng loại 2 loại xấu đâu, em thấy loại 2 cũng rất đẹp. Nó khác nhau giá tiền, một loại 200, một loại là 150. Đây. Đấy, màu tím này, màu hồng, màu vàng, màu be các chị nhá. Đấy, xinh không các chị này. Bông hoa trà tháo được. Không biết các chị tháo hoa trà ra chị cài đấy cũng được này. Đấy, cài đấy cũng rất là xinh, cài giữa cũng rất là xinh. Đấy, tùy thích cài đâu các chị cài nhá. Đây. Đấy, nói chung bông hoa này là tặng kèm. Nó đẹp ở cái phần nhụy đá này. Bông hoa này mua phụ kiện là 30 rồi đấy các chị ơi. Qua mã nha mọi người, áo nơ xanh lá là cái gì nhỉ? Nơ xanh lá, à rồi, đấy là áo nơ ngực ạ, 149.000. Các chị đặt hàng trên line nhé, bây giờ cái bây giờ chốt đơn em không chốt đơn ebook nữa đâu. Ebook chỉ là trường hợp mà các chị xem lại livestream hoặc là các chị mình ấy thôi. Kiểu như là mình chưa kịp đặt hay là bỏ lỡ cuộc gọi nhà em thì các chị hãng đặt ấy thôi. Đây. Mặc cái quần sóc tím là rất là xinh nhưng mà sóc tím em hết hàng rồi. Sóc tím này còn có 3 cái rồi các chị ơi. Còn sóc hồng này thì còn này. Đây cái màu hồng này, đây sóc hồng này thì nó còn này các chị này. Ôi, buồn ngủ quá. Màu hai dây mặc vest chỉ có hai dây trơn chị ơi. Áo phông lên rồi. Em lên thử các chị con áo trễ vai hoa L2 nhá. Cái L1 nhìn nó xịn hơn này. Trông nó xịn hơn hẳn luôn, nó hơn nhau 50 mà. Bên ngoài bán toàn 260, 280 thôi, thật sự các chị luôn ý. Đây những con áo này các chị mình cứ đi tham khảo giá nhá. Đây, xinh cực luôn, nhụy đá nhá. Đấy. Hôm nay các chị L2 này. Đây, trễ vai hoa L2 em có màu cốm này. Màu cốm này, màu trắng với cả màu be. Đấy có hai loại các chị nhá. Ghi là trễ vai hoa L1 hoặc là trễ vai hoa L2 đây. Cái L2 nó khác nhau cái bo chun. Cái chun này nó chun như thế này. Còn cái L2 chun nó là chun như thế này, nó không. Nói chung các chị nhìn hai kiểu nó hơi khác nhau một tí. Đây. Đấy, đây là L2 149.000. Đấy, L2 cũng có hai size SM các chị nhá, 149. Đây cái chun nó là chun thẳng như này này. Các chị thấy không? Chun thẳng ở kia nó chun nửng nửng này. Nó khác nhau nhá. Thô mềm thì em còn màu tím, màu xanh, màu trắng với cả màu hồng nha các chị ơi. Em chỉ dơ thôi, mềm em bán nhiều em chỉ dơ thôi. Đấy, đây trễ vai hoa L2 đây. L2 nó cũng không xấu nhưng mà nó khác nhá. Nó nhập rẻ hơn với cả nó kiểu khác, bông hoa trà thì nó là hoa thường, kia là hoa nhụy đá. Cái này nó bo chun toàn bộ này. Nó bo chun toàn bộ nhưng cái này thì nó lại bo chun lưng lửng như này. Lại bo chun lưng chừng cơ. Nên kiểu nó hơi khác nhau tí đây các chị nhá. Đây là bo chun đây này. Còn kia là bo chun hết luôn. Các chị thấy điểm khác nhau chưa? L1 và L2 cho em rất là xinh luôn, xịn sò. Con này là 199, em mặc là 149 nhá. Hơn nhau 50. Đây có về các chị con áo thun em về đủ, em về các chị thêm 3 màu bổ sung này. Các chị nhá, áo thun có. Em lên con áo tag logo nhá. Quần em mặc màu đen đây chị ơi. Màu đen, màu cam với cả màu trắng. Đây màu đen đây. Đây chị màu đen đây nhá. Đây màu đen đây. Màu đen này em đang hết size M nên em không có treo, em vẫn để túi nên size L. Áo xinh đủ màu nên em lên lại mấy con áo kia, sợ lên con áo tag logo nhá các chị ơi. Này. Áo xinh thì em có đủ màu nhá chị nhá, có xinh nâu, xinh đen và xinh trắng. Đấy, áo xinh nhà em đây giá là 150.000. Trễ vai hoa L1 và trễ vai hoa L2 các chị ơi. Ghi mã hàng là trễ vai hoa cho em. Màu hồng, màu tím, màu vàng và màu be nhá. Đấy 199. Còn L2 sẽ là 149. Đây. Áo xinh đi các chị ơi, áo xinh đi nhá. Áo xinh này nhà em thật sự là em chạy số lượng rất là nhiều, chạy bán đi bán lại rồi các chị ơi. Đấy màu đen này, màu trắng này, màu xanh các chị nhá. Và em mặc là màu nâu. 40 cân đến khoảng tầm 56 cân quay đầu là các chị được.
chốt đơn mã này cho em là áo xinh đi các chị ơi. Đấy, đúng như cái tên gọi, mặc lên rất là xinh luôn, có cái nơ nơ ở đây rất là xinh. Áo xinh các chị nhá, 150.000. Áo xinh 150 đây, áo thô mềm đây. Thô mềm đây các chị ơi. Có cả màu xanh lá nhưng mà xanh lá đang hết. Áo thô mềm đi các chị ơi, 185 nhá. Thô mềm 185, màu tím này, màu trắng này, màu vàng này, màu hồng các chị ơi. Ok, 53 cân lấy size M sẽ đều được nha các chị nhá. Buồn ngủ quá. Con này con áo hot các chị ơi, áo hot nhá, 165.000. Áo hot 165. Rồi. Áo xinh đẹp lắm mọi người ơi. Áo xinh 150. Để chị nào mình chưa chốt cho chị chốt thì áo xinh này thật sự bán đi bán lại rồi. Em bán đợt này đợt thứ tư rồi đấy. Nó cứ về hàng online một hôm sau lại cháy hàng, không còn về hàng nữa. Mà đợi hàng về mất khoảng tầm 2 tuần đến khoảng 3 tuần mới có hàng đấy các chị ạ. Đấy, áo xinh nha các chị nhá, mặc lên rất là đẹp luôn. 150.000. Em lên con áo lơ ngực nhá, buồn ngủ quá em hôm nay. Trễ vai vừa cầm đi, trễ vai mặc rồi chị ơi. Ôi ngồi bán hàng mắt díu vào á chị. Đây đúng không? Con áo này mặc các chị thử màu nâu nhá. Con áo này ghi áo nơ ngực 149.000 nhá chị ơi. Áo thô ok, thô mềm, gọi là thô mềm chị nhá. Cọc kẻ cà vạt còn nhá chị Hoàng Hương ơi, em còn hàng cứ đặt đi. Có cả màu trắng nữa đấy chị ạ. Ok, chị đi em tất cả này. Áo xinh là 150. Tóm lại là 150 hết đi cho nó dễ chứ 149, 150 nó cũng thế. Nói thật là nó cũng thế các chị ạ. Đây áo nó đẹp quá. Nga Dương em xin số đi các chị. Con này các chị ghi mã hàng này, áo nơ ngực cho em nhá. Đây có cái tag nơ ở ngực này rất là xinh này. Cái nơ này cũng tháo được luôn. Đây. Cái nơ là tháo được, các chị không thích mình gài đây cũng được. Đấy, gài đây cũng được này. Gài ở chung là cái này mình không thích, mình có thể dùng cái áo nơ là mình mix với phụ kiện những cái khác được, coi như tặng kèm cái này các chị nhá. Ok, áo xinh xanh chị luôn. Xếp trắng đỏ bao nhiêu? Đấy là màu hồng không phải đỏ chị ơi, đây màu hồng, cái đấy 130, ngược 96 vừa chị ơi, con này ngược 100 vừa. Cái này không liên quan ngược đâu, nó co giãn mà chị. Áo nơ ngực nó có cái lơ rất là xinh ở ngực này các chị này. Ghi em mã hàng áo nơ ngực nhá. Áo nơ ngực ạ. 150.000. 149, 150 cũng là thế nha các chị nhá. Đấy. Tay bồng con này dưới 62 cân, con này ngực đến mà 200 cũng vừa chị ơi. Không liên quan đến ngực đâu, cái này nó giãn nhiều lắm chị ơi, nó hàng co giãn mà. Áo cam Chanel 115 chị ơi, cam Chanel 115. Ghi mã này ghi là áo CN chị nhá, áo CN 115. Được chưa chị, áo nơ ngực đi ạ, ẩn hết bình luận rồi. Áo chun không phải nhún nên là mã hàng em bị ẩn, nó biểu mạng lác ý. Ủa đấy bị ngay mà, áo xinh vải gì em không rõ tên đâu, chất nó kiểu chất thun thun ý chị. Lên áo chun ngực nha các chị nhá, áo xinh. Áo xinh nhà em là 100, áo xinh bao nhiêu nhở, 150, áo mặc cũng là 150. Đây áo xinh đi ạ, áo em mặc là có màu xanh, màu đen. Ghi mã này là áo nơ ngực cho em, đây các chị nhìn xinh không? Nó mix cho các chị này một cái nơ này. Đấy, đây cũng có hai tà này, hai vạt này. Đây cũng hai vạt này. Rất là đẹp luôn. Áo xinh vải siêu giãn chị ơi, yên tâm. Ok chị Hoàng Hường nhá. Quần đang mặc là chất gì ấy? Chất kaki mềm chị ơi, kaki hai lớp nhá. Quần em mặc các chị cứ chốt đi không phải lo chất đâu, quần này mặc chất đẹp lắm. Đấy, áo nơ ngực đi các chị. Đấy, màu xanh, màu nâu, màu đen rất là xinh. Ok chị nhá, áo tím tay phồng á. À đấy là áo tơ tằm. Vé cọc đây chị ơi, vé cọc em sẽ không mặc lại đâu. Áo này em thật em với chị em không biết xong bây giờ đăng live stream buồn ngủ dã man luôn. Buồn ngủ quá. Em dơ rồi nhá. Quần mặc nhà em có màu, em mặc là màu trắng này. Nhưng mà nó không phải đai này đâu, nó là cái đai này chị nhá. Buồn ngủ quá luôn ấy.
đây, màu nâu này. Đấy, màu em mặc là màu trắng, màu nâu với màu đen nữa chị ơi. Ôi, buồn ngủ quá đây, tự nhiên buồn ngủ quá đây các chị này. Chân váy túi, chân váy túi này, à 46 cân, eo 70, mặc size M chị nhá. 96 vừa chị Tuyền Cherry ơi. Không phải áo hot, áo hot không có be, áo hot nó chỉ có trắng đen thôi chị ơi. Áo tím tơ tằm, đây áo tơ tằm đây chị này. Áo tơ tằm em có 5 màu nhá, có màu xanh lá cây 199.000, tơ tằm này, xanh lá, à quên, à, em xin lỗi nhá, áo này em là 205 nhá, đợt này em tăng giá rồi. Bây giờ cái gì nó cũng bị tăng luôn, mất 10.000 ấy. Chứ em bán nó 199, bây giờ lên em 205 nhá. Đấy, màu xanh này, màu hồng này các chị này. Áo tơ tằm ạ, màu cam, màu vàng. Với cái màu, màu kia là màu tím, chị ơi, cho chuẩn hàng loại 1 luôn. Vét cờ, cà vạt em còn, nhưng mà em để ở chỗ khác không có hàng đây để like nhá chị. Cứ đặt là em sẽ có hàng gửi cho các chị. Ghi là quần đai nâu đi ạ, quần đai nâu cho em. Em mặc các chị lên đơn áo nơ ngực đi các chị ơi, 150.000 thôi ạ. Con này mặc xinh mà các chị, áo nơ ngực nhá, 150. Đấy, có màu em mặc là màu nâu này, kia là màu xanh này, đây là màu đen. Ok, chị 57 cân mặc size L. Áo mặc là 150 ạ. Sơ mi túi hộp còn, chị Mi Diễm ơi. Quần ghi là quần đai nâu. Đây áo này xinh lắm. Áo này của em là bao dưới 62 cân, thoải mái vừa. Ôi tự nhiên buồn ngủ thế nhở. Áo quần em mặc là 170 chị ơi. Ghi mã hàng là quần đai nâu. Quần đai nâu màu trắng, quần đai nâu màu nâu. Và quần đai nâu màu đen các chị ơi. Đây là màu nâu này. Nâu tây, đai là đai như này các chị nhá. Ô, đây. Áo nơ ngực các chị chốt này. Ôi tự nhiên buồn ngủ thế nhở. Đây, túi hộp nha các chị ơi. Túi hộp màu trắng này, túi hộp màu vàng này, túi hộp màu xanh các chị nhá. Dưới 62, 63 cân vẫn vừa, 65 cân vẫn vừa luôn ấy. Ok, Hoàng Long Ngô nhá. Quần sóc tím như kia em hết rồi, em còn có 3 cái, chị chốt đi. Nếu mà chị nào mình nghe máy thì em chốt trước. Quần sóc tím này em còn có 3 cái thôi. Đây áo, đây quần sóc tím này. Quần sóc tím này là 140, nhưng em còn có 3 cái thôi chị ơi. Còn cái hàng 130 màu hồng cơ. Bảo lên cái gì lại quên rồi đây. Giờ này hay quên quá. Hôm nay buồn ngủ quá chị ơi. Lên lốt con áo cổ V nhá. Tự nhiên díu cả mắt vào luôn ấy. Buồn ngủ quá. Đây. Áo nhún ngực ok. Áo chun, đấy là áo chun chị ơi. Đồ như đang hết hồng chị ơi. Áo cổ V này của em dưới tầm 55 cân thôi các chị nhá. 55 cân em có mặc cho các chị với cả quần LV được nguyên một set luôn. Rất là xinh luôn, để các chị em ướm thôi, em không mặc đâu, để em tự nhiên đang bán hàng buồn ngủ dã man luôn. Díu vào mắt vào luôn, đây các chị nhá. Áo L, đây các chị mặc áo áo cổ V cho em mix với cả những cái này. Áo mặc là freestyle. Từ 40 cân đến khoảng tầm 55 cân là các chị vừa nhá. Ngực dưới 80, à ngực quên, ngực dưới 85 nhá. Áo phông màu tím có chị ơi. Áo phông em có cái loại này chị này, 115.000 chị này. Áo cổ xích nữa chị nhá. Đây có cái này 115. Đây chị ơi. Đấy, mặc kết hợp với cái quần này được nguyên một set đồ luôn. Cái này mai sẽ mặc đầu like các chị chốt. Rất là xinh. Bộ tím áo là 205, quần là 140 chị ơi. Quần mặc của em là dưới 60 cân. Đây các chị nhá, mặc cái quần LV 160 này, mặc với cái áo này rất là xinh luôn. Được nguyên một set đồ luôn các chị nhá. Áo cổ V đủ màu thì em dơ bảng màu cho. Áo cổ V đang mặc của em là 120.000. Kéo khóa sườn nhá. Đây là hàng thiết kế nên là những em cái em bán hơn 100.000, bên ngoài chắc chắn bán hơn 200. Các chị mình không tin thì tham khảo giá. Nó có khóa sườn nên rất là dễ mặc luôn. Áo này 120, mã hàng là áo cổ V cho em. Cổ V nhá. Áo kiểu ấy. Khóa sườn. Đây bảng màu đây. Và màu đen nữa. Màu đen đâu rồi? Đen. Đen này. Xanh đậm này. Xanh nhạt này, trắng và nâu nha các chị nhá. Áo cổ V 100,
20.000. Áo cổ V 120 màu đen này các chị này, màu trắng này, màu xanh đậm, xanh nhạt, nâu. Các chị chốt đi. Chốt đi em lên đơn. Cổ V nhá mọi người ơi, 120.000, dưới em 5 cân thôi ạ. Đây xanh xanh đậm này, xanh nhạt này, trắng này. Đấy, nâu và đen, đây các chị nhìn chất vải nhá, chất rất là đẹp. Riêng nhà em bán hàng các chị yên tâm. Ra shop nhà em mua có phải 200.000, em bán mà đắt hơn trên line, em không bán rẻ bằng giá line đâu. Các chị nhìn đường may này. Đấy, chất liệu nhá, hàng này, tang mác hàng Quảng Châu rất là xịn sò luôn. Nha các chị ơi, có 120.000 thôi. Nhưng mà rất tiếc là form nó hơi nhỏ, chất rất là đẹp nhá chị nhá. Đây chiết ly eo này. Nó mặc lên form chuẩn form luôn, khóa sườn nha các chị. 120. Áo trái tim này. Áo trái tim này là 220. Quần LV kia là 160 á chị ơi. Buồn ngủ quá. Thôi chắc có khi em tắt like đi, đau đầu rồi. Uống nhầm cái gì nhỉ? Ôi, em uống cái lon nước xong em buồn ngủ quá. Ok chị nhá, 58 cân, 1m67. Không chị ơi, 55 cân thôi. Nhất là bạn là ngực to không vừa đâu, ngực nhỏ mới vừa nhá. Em còn nhiều mã chưa lên lắm, nhưng mà thôi để like sau thôi, cho nên buồn ngủ quá. Đây, túi hộp nha các chị nhá. Túi hộp 120.000. Lên lớp còn Việt chị. Lên lô con áo viền chỉ 150 nha các chị ơi. Áo trái tim là 220. Áo dây đang mặc không bán chị ơi. Áo dây mặc không bán. Em chỉ có dây trơn. Dây trơn 30.000 một áo. Nhưng mà nó kiểu như này, này. Nó kiểu như này nhưng mà nó có dây thôi chị ơi. Chị nào ghi là áo 2 dây 30. Nó như này xong nó có hai cái dây lên thôi. Nó kiểu dạng áo quây ấy. Áo trái tim là 2. Nên áo chun nhá. Quên nên áo chun nhá các chị ơi. Lên lô con áo viền chỉ đi. Con áo viền chỉ này của em là 150 này. SM dưới tầm ế mặc thử xem bao nhiêu cân nhá. Nó là chất kiểu umi hàn. Trước là tuyết mưa nhưng mà tuyết mưa em không bán nữa rồi. Tại vì tuyết mưa mặc nó hơi nóng, bây giờ nó không có độ giãn. Con vải umi này mặc nó giãn hơn, nó đẹp hơn này. Áo này dưới tầm khoảng 58 cân nữa, chị vừa size M nhá. Áo viền chỉ 2 size SM dưới 58 cân. Ok, áo xinh cho chị Tuyền. Có trắng chị ơi. 58 cân không vừa, cổ V dưới 55 cân thôi ạ. Áo xanh có nơ, rồi áo xanh có nơ tím lên đây, áo viền chỉ các chị ơi. Áo này, ui quên, cái này các chị mặc nhìn này thôi nhá. Cái này mặc với quần phồng nhưng mặc với chân váy xinh hơn, nhưng mà em đang tiện mặc cái quần này em xỏ cho các chị xem cái form áo thôi. Đấy, áo viền chỉ nha các chị ơi. Chất liệu vải umi hàn ca co giãn, rất là ôm eo, dưới tầm 58 cân là các chị vừa nhá. Áo viền chỉ ạ, dưới 58 cân nha các chị ơi. Đấy, kéo khóa sau lưng. Chất liệu rất là co giãn. Quần đùi thái ngắn còn chị ơi. Còn nhá. Cái hàng quần dài loại dày em hết, nhưng mà cái loại mỏng thì em còn. Đấy, áo này của em là giá 150. Ghi mã hàng này cho em là áo viền chỉ 150. Áo viền chỉ trần chỉ á, 150.000. 150 các chị ơi. Buồn ngủ quá. Ok, quần LV 160 chị Lan lên xin số chị ơi. Áo viền chỉ 2 size SM dưới 57-58 cân. Hàng này có co giãn nha các chị nhá. Đây, áo viền chỉ đi ạ. 150.000 thôi ạ. Áo viền chỉ 150 dưới 57-58 cân. Ôi buồn ngủ quá. Đây áo cổ gồng. Đây trái tim. Trái tim thì em sẽ không thử đâu. Trái tim em còn ít lắm, còn khoảng chục cái thôi. Trái tim là 220 em bảo rồi nhá. Khi các chị đóng hàng nhận hàng nó hơi nhăn đấy, nhìn nó hơi dìm dìm ấy. Nhưng các chị là đi nó sẽ đẹp lung linh như trong like luôn. Đây cái quả áo trắng này chưa là này. Là nó hơi có lớp nhăn này này. Đấy những cái hàng chưa là này không thể nào đẹp được các chị ơi. Viền chỉ 150, áo tím cổ ngọc còn chị ơi. Áo xanh cổ nơ ở sau ok. Xanh cổ nơ này đúng không? Áo này đúng không em? Áo này của chị ghi là áo nơ ngực nhá. 150.000. Ok, mi diễm. Sơ mi có nhưng hôm nay không có like. Chị ơi, hôm nay không like sơ mi. Rồi. Đây áo nơ ngực em ơi, 150.000.
áo sắc màu đấy là áo cầu vồng em lên rồi chị ơi, áo chun nên áo chun nhá. Ghi lại áo nơ ngực nha em nhá, đây áo nơ ngực này, con này của chị giá là 150.000 em nhá. Ok, khuê dương này, đây ạ. Em có màu màu trắng này, à quên, màu đen, màu xanh, màu nâu. Ghi cho em mã hàng này, áo nơ ngực con này mặc xinh lắm, hot ơi là hot luôn đấy các chị ơi. Mặc lên đi làm các thứ, đi làm công sở này, đi chơi rồi đi tiệc tùng các thứ, mix đồ lên, các chị mặc với chân váy rất là xinh. Ok chị nhá, bây giờ lên có mã khác đi. Đây. Để các chị chốt mình nhìn em cái dáng áo này rất là xinh luôn. Áo nơ ngực nha mọi người. Nơ ngực 150.000 các chị ơi, cả bộ xanh màu đen bao nhiêu sau lưng đó. Bộ xanh đen nào chị ơi, kia chị, áo là áo hot 165, quần là 160, kia là quần lụa chị ơi. Chị ở Đỗ Anh Nguyễn em xin số với vest cộc là 115 nha các chị nhá. Vest cộc 115. Em mặc thử con vest cộc cho các chị xem nhá. Cái vest cộc còn ít lắm. Còn ít lắm các chị ơi, mình chốt luôn đi, hết hàng đấy. Và vest cộc em còn ít lắm. Màu xanh vịt này. Vest cộc em mặc thử lại màu xanh vịt nhá. Em chỉ thích mặc màu xanh vịt thôi. Áo xanh ngọc vừa cầm là 165, ghi mã đấy cho em là áo hot chị ơi. Áo phông nửa xanh và cam hết hàng của chị Phạm Trung ơi. Đấy là xanh và đỏ chứ. Hết hàng rồi. Đi buồn ngủ quá. Hay uống nhầm cái gì ấy nhở. Cái thuốc kia nó, cái lon nước thì uống xong phát buồn ngủ kinh khủng. Dưới 62 cân. Em có thấy mà chị Phạm Trung bảo hết hàng rồi mà. Số trắng mặc là 170 chị ơi. Áo đỏ cổ hoa không. À nâu, nâu còn một cái chị ơi đây. Nâu còn duy nhất một chiếc thôi ạ. Để em xem là size gì nhá. Size S chị ơi. Em còn một con nâu size S nhá. Nhưng mà con S này tầm 55 cân, 55-56 cân vẫn vừa. Đây ghi là cổ hoa nâu. Cổ hoa này em chỉ còn một nâu. Một nâu với cả... À đúng rồi. Một nâu còn hồng còn nhiều. À hồng, hồng còn chục con. Hồng còn chục con, nâu nâu còn một con. À, cổ hoa nhá. Đây vét cọc đấy các chị ơi. Vét cọc 115. Không phải xanh ngọc, ghi là áo hot chị ơi. Áo hot. Chị Nguyễn Thị Hinh ơi, áo nộ là áo gì hả chị? Áo hot là 165. Đây áo hot đấy ạ, 165. Áo hot này em có nhiều màu lên áo chun nhá. Áo hot em có màu hai màu là màu trắng với cả màu xanh. Áo này các chị nhận hàng, bóc trong túi ra nó sẽ chưa cắt khuyết và nó sẽ hơi nhăn. Nhìn nó hơi xấu xấu ấy, tức là nhìn trông nó hơi bị dìm hàng ấy. Thì các chị phải là đi cho em là nó sẽ đẹp nhá. Cái hàng này hàng bóc trong túi ra nó nhăn lắm. Thật luôn, nếu mà cái áo được 10 điểm chỉ cái áo bóc ra chỉ được có 7 điểm thôi. Nhưng mà là đi cho em mà đẹp. Ok chị ở Oanh nhá. Cả bộ xanh đen đó đi. Đây, đó là con này đấy chị ơi. Áo hot em có hai màu là màu trắng với cả màu xanh. Nhớ là đi cho em nhá. Là đi mới đẹp. Còn nếu mà không là đi nhìn trông nó xấu kinh khủng lắm. Nó thật này. Giống như kiểu như con người mình make up đi. Thấy các chị hiểu không? Nếu mà các chị không make up để mặt mộc ý thì nhìn nó rất là kinh, nhưng mà các chị mình make up vào nhìn nó sẽ đẹp, dễ nhìn hơn đấy. Các chị nôn na hiểu là như thế. Đấy là các chị mình nhận hàng là nó hơi nhăn. Hơi nhăn nhìn nó hơi xấu xấu ấy. Thật sự em nói hơi nói thô, nói nó thẳng là nhìn nó hơi xấu xấu ấy. Nhưng mà là đi phát là như kiểu mình trang điểm lồng lộn luôn là đẹp 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 hơn hẳn luôn. Đây cái hàng em là rồi này. Đấy là rồi nhá. Còn cái hàng chưa là bóc lại một cái nữa cho các chị xem. Để biết các chị biết là nhận hàng mình đỡ hốt nhá. Thật nhiều chị như thế rồi em phải nói trước. Cái này là nó là rồi này. Là rồi rất là đẹp. Còn đây là chưa là nhá. Bóc một cái nữa là cho chị xem. Đây nhá. Không phải cái này. Áo hóc 165. Nên là các chị đừng ngạc nhiên. Đến lúc mà ship hàng đến lại không lấy không nhận hàng của em. Lại bảo em bán hàng live stream lại một gửi loại 2 là không đúng đâu. Đây nhá. Bóc trong túi ra này. Đấy. Cảm ơn chị Phương Dung. Em nói thật mà có những chị nào mình hiểu ý, thì các chị sẽ biết là hàng bao giờ là đi. Nó nhăn thì nhìn nó xấu nhưng mà là đi mới đẹp được. Nói xấu là hơi, nó hơi thô nhưng mà thật sự là giống như mặt mình make up ý. Ví dụ mình, hoặc là mình mặt mình chụp áp ý kiểu thế. Đấy, mình make up thì nó dễ hiểu hơn. Để mặt mộc thì nhìn nó rất là xấu. Bao nhiêu khuyết điểm nó lộ ra hết đúng không? Đấy, nhưng mà các chị mình trang điểm lên cái nó phải đẹp hơn gấp bội lần. Giống như cái này cũng thế. Để nguyên bản nó như thế này, nhìn nó rất là kiểu nó nhăn nhăn nhúm nhúm, nhìn trông nó kinh khủng nhỉ. Trông nó rất là xấu, nó thật là nhìn rất là xấu. Đấy, bóc hàng ra nó y nguyên như này luôn.
cúc chưa cài này, đấy, áo chưa là, nhìn trông nó kinh lắm. Các chị mình là đi là nó sẽ đẹp. Con này tầm chốt cho các chị là tầm dưới 60 cân để các chị không, khách em bảo chất mát rượi này, chất rất là mát nhá. Nhưng mà mỗi cái là em gặp nhiều trường hợp là khách người ta thắc mắc vấn đề là nhìn trông nó không được đẹp như trong like. Đấy, có những chị, các chị khách thắc mắc với em là như thế. Đấy, cái đấy là điều dễ hiểu, nó nhăn mà, nó nhăn thì không thể nào đẹp được. Mình đi ra ngoài chẳng mình mặc một cái áo nhăn như này à, các chị phải là đi chứ, hoặc là các chị không cần là cũng được. Giặt đi, treo lên nó sẽ tự duỗi ra nhá. Cái chất áo này không cần là đâu. Đây. Đấy, chỉ cần cài hết cúc vào là đi là nó sẽ đẹp như trong like luôn, được chưa các chị? Đây, đây là cái em chưa là nhá, nó nhăn này. Đấy, bóc trong túi ra nó chưa cài cúc chưa gì hết, nó vẫn còn nguyên bản luôn. Nhìn trông cái áo trông nhìn nó thật là em mới bóc ra em nhìn cũng kinh khủng luôn, nhưng mà xong em cài cái cúc vào em là đi nó đẹp như này luôn. Đấy, đẹp luôn nhá, chỉ cần là đi phát đẹp luôn. 165.000 em mặc nhá, sơ mi LV Bell em hết rồi chị ơi. Bao giờ em like thì các chị chốt nhá. Áo xanh gần áo cổ hoa đấy là áo xinh chị ơi, áo xinh đấy của em giá 150.000 nhá. Em mặc thử con áo hot một lần nữa nhá, áo hot sau lên áo chun và sau đó em sẽ tắt like nhá các chị ơi. Đây áo hot đấy ạ, 165.000 các chị nhá. Em mặc các chị yên áo vét cọc vì em giờ đốt còn hàng áo vét cọc nữa. Áo vét cọc này của em là 115, vét cọc 115 nha các chị nhá. Muốn cho nó chặt thêm cúc này nữa. Ui, thôi thôi, không cố được, bụng em to lắm, hóp bụng vào không thở được. Đây, thôi kệ như này thôi. Áo vét cọc 115.000 các chị ơi. Áo vét cọc 115. Ok, áo hot đẹp lắm mọi người ơi. Áo xinh ok chị nhá. Áo hot đấy mỗi cái là phải là thôi. Và cái hàng này là phải cần trau chuốt, còn nếu mà để nguyên bản thì nó không được đẹp đâu các chị nhá. Đấy, nhìn này. Đấy, cài cúc đoàng hoàng này, xong là mượt thẳng tắp, nhìn cái áo trông lung la lung linh đẹp kinh khủng luôn. Đấy, không là không thể đẹp được các chị nhá. Đây một cái áo các chị nhận hàng nó sẽ như thế này. Đấy, không lại bảo em bán hàng loại 2, thật không giải thích các chị, không các chị lại nghĩ là thế, tội em. Mình rõ ràng mình bán hàng chuẩn như trong like mà các chị bán like loại 1. Like khi mình loại 1 gửi hàng lại loại 2 ra không đúng. Đấy. Thật em gặp phải mấy chị rồi, 4 5 chị rồi bảo là bảo số em là like loại 1 gửi loại 2, thế là không đúng đâu. Em mặc em like như nào gửi hàng y như vậy. Áo cổ bèo nhà em 62 cân đấy là áo xinh chị ơi. Em mặc các chị ghi là mã vét cộc nhá. Vét cộc này dáng là dáng crop top các chị nhá. Đây là dáng crop top dưới tầm 54 cân. Đấy các chị nhìn này. Chất này đẹp không mọi người ơi? Có 115.000 thôi. Em mặc là xanh cổ vịt. Đây là đỏ, đây là đen. Đây là xanh dương. Vét cộc 115. Đây là màu cam. Đây là màu hồng phấn này. Và đây là màu trắng cho em. Áo vét cộc 115.000 các chị ơi. Bảng màu nha mọi người, đang thiếu màu hồng sen nữa. Em có mỗi hồng phấn, hồng sen đang hết rồi các chị. Đây, đỏ này, đen này, xanh dương này, cam này, hồng phấn này, trắng này. Em mặc là xanh cổ vịt, 115.000. Ok chị, vét cộc là có đủ màu đấy chị ơi. Viền chỉ là 150 ok chị, anh ban mai nhá. Set nâu phía sau á, set nâu phía sau là cái gì ạ chị? Cái set này em mặc rồi đấy, em mặc đầu like rồi chị cứ chốt đi. Bây giờ đợi em lên lại thì chắc là em buồn ngủ, em không lên được đâu các chị ơi. Lên nốt con áo chun nhá. Áo cao cấp hôm nay không like, em buồn ngủ lắm thật. Hôm nay em bị thiếu ngủ, em bây giờ em mắt em díu luôn này. Cố lên nốt các mã cho các chị chốt đơn này để xong một buổi like đấy. Tại nhà em nó cứ phải 2-3 hôm mới live stream một lần ấy. Nên là không like. Đây là các chị feedback vẫn đang ghim này, vét cọc mặc đẹp này. Đấy, màu nào cũng đẹp các chị thấy không? 115.000, quan trọng là giá tiền nó quá rẻ luôn. Quá rẻ so với chất lượng. Một cái áo 115 các chị bên ngoài mua phải hơn 200 nhá. Áo tím tơ tằm, áo tơ tằm để tí em mặc các chị sang màu khác nhá. Đây, con áo hot đi các chị ơi. Áo hot nhà em đây, 165.000. Ok, Minh Nhật, áo vét 115 chị ơi, dưới 54 cân thôi. Đây, áo hot đây các chị, thả form như này. Bà làm ngực dưới 90 nhá. Đây, dưới 60 cân vừa. Ngực dưới 90 là các chị vừa. Đấy, mặc sơ vin cho em. Áo hot 165.000 các chị nhá. Áo vắt chéo cổ là áo gì? Áo yếm. Thu Hiền có thấy em ơi.
Áo yếm là 85.000 chị ơi. Áo yếm nhà em là 85.000 đủ màu nhá. 85.000 ạ. Đây là mã hàng này, áo yếm. Áo yếm ạ, 85.000 các chị nhá. Đây, đây là áo hot này. Áo hot mọi người ơi, 165 nhá. Hai màu là màu xanh với màu trắng. Còn màu hồng với be chưa về hàng đâu các chị, đừng đặt. Đặt không có hàng gửi đâu. Chưa về hàng đâu ạ. Ôi, buồn ngủ quá. Con này các chị ghi mã này, ghi là áo nơ ngực nhá. Ok chị nhá, áo vét cộc là 115. Áo cổ bèo xanh lá mặc coi lại. Cổ bèo xanh lá là cái gì đấy, là áo cổ sen không mặc lại đâu chị ơi. Em chuẩn bị được dừng like rồi, không mặc lại nữa đâu. Lại xinh quá mọi người. Cái này ghi là áo xinh. Mã hàng là áo xinh. À đấy, ghi là áo cổ hoa nhé. Cổ hoa riêng màu nâu chỉ còn một chiếc duy nhất, size S. Còn màu hồng em có 10 cái, 5S, 5M. Áo yếm nhiều màu lắm, trễ vai tím đó. Trễ vai tím phía sau em đây hả chị ơi. Con áo này của em giá là 100... bao nhiêu nhỉ? 205 chị ơi, 205. Em cho các chị chốt này mọi người xăm hoặc thử màu khác nhá. Từ từ đã, để em tìm. Ôi buồn ngủ quá. Em bảo mặc cái màu gì quên rồi. Từ từ em dơ bảng màu áo yếm đấy nhá. Nhiều màu lắm. Màu hồng các chị. Đây các chị chốt cho em mã này, ghi là áo ấy ạ. Áo tơ tằm. Áo tơ tằm các chị ơi. Tơ tằm 205, ngày trước em bán là 199, bây giờ lên mất giá rồi các chị ơi. 40 cân vừa chị nhá. Áo vest cộc 40 cân vừa. Ơ tơ tằm à, màu vàng nữa. Tơ tằm. Con này thì chốt cho em mã này, các chị ghi là áo CN nhá. Con này là hoa trà. Hoa trà xanh, áo CN. Áo CN. Rồi, kia là áo nơ ngực và kia là áo viền chỉ nhá. Bộ tím đi em á, em mặc thử một lớp bộ này em tắt lại lên con áo chun đã các chị ơi. Áo mặc 165 ghi mã hàng là áo hot chị ơi. Áo hot 165.000 các chị nhá. Nhìn hồi em cái áo dáng áo viền chỉ phối lưới rất là xinh, rất là tiểu thư luôn. Điệu đà bánh bèo nha mọi người. 165, áo kẻ á. Áo kẻ là áo gì em ơi? Kẻ nào em? Đây á. Đây là áo cầu vồng không phải áo kẻ em. Đây là áo cầu vồng em ơi. Áo cầu vồng 140 nhá. Chất liệu vải thun tăm. Có size là size S với size M. Cái này các chị chốt em mã. Mã này là áo áo cầu vồng. Đây là màu xanh lá cây. Các chị chốt theo màu nhé, em bảo. Đây là màu xanh lá cây này. Đây là màu cam này các chị này. Đây là màu tím nhá. Để các chị đọc màu nào các chị chốt màu đấy. Cầu vồng màu xanh, cầu vồng màu cam và cầu vồng màu tím. 115.000. Ok, áo hot màu xanh các chị luôn. Áo hot này của em là 165.000 các chị ơi. Ok, hoa trà em có 2 size SM. Áo hot này các chị chất mặc rất là mát, rất là sướng. Mỗi cái là các chị nhận hàng nó hơi nhăn. Nhìn nó cúc kiếc chưa cài, nhìn trông nó kiểu nó thật là. Đấy các chị thấy em vừa dơ bóc con túi ra đấy. Nó như kiểu người chưa make up ấy, người để mặt mộc ấy, kiểu như thế. Là lượt đi, đẹp lung linh luôn. Chỉ cần làm một lần. Em dơ lại bảng màu áo yếm nhá, sau lên áo chun các chị nhá. Ok, cầu vồng 140. Cầu vồng các chị lên màu luôn đi. Không may nhân viên nó không biết là màu gì đâu, các chị phải ghi rõ màu cho em nhá. Đây. Áo hot đi ạ, 100... bao nhiêu nhỉ? 165. Đây là áo xinh các chị ơi. Đây là mã hàng là áo xinh. Xinh này.
Áo sinh là 150 chị ơi, dưới 62 cân vừa, cầu vồng là dưới 58 cân chị nhá. Hàng co giãn SML. Đây con này các chị ghi là áo yếm nhỉ? Áo yếm màu xanh này, áo yếm màu nâu này, yếm màu đen, yếm màu vàng và yếm màu trắng. Áo yếm là 100 à quên, áo yếm là 85.000 chị nhá. Áo yếm 85. Xem nâu lỗ phía trên, nâu lỗ là cái gì hả chị? Nâu lỗ là cái gì? À cái áo góc kia ghi là áo phối ren chị ơi. Em mặc thử màu xanh nhá. Phối ren có màu đen, màu nâu. Em mặc màu đen, màu nâu rồi. Bây giờ em sẽ mặc các chị xem màu xanh. Con áo này ở dưới 65 cân thoải mái vừa nhá các chị ơi. Áo sinh đủ màu thì em dơ bảng màu cho. Áo sinh nó có 4 màu, giá 150 đủ 2 size SM. Ok chị Hà cháy nhá. Áo hot thì em là từ 40 cân đến 60 cân. Đây con áo này xinh này. Áo này form to rộng luôn, dưới 65 cân. Con áo này các chị ghi là áo pha ren nhá mọi người. Áo pha ren ạ, giá đang sale like các chị là 100. Mạng đúng rồi chị ơi. Mạng kém em bắt nhờ wifi hôm nay, wifi em nó hỏng. Để xem tạm nhá. Chán nhở. Từ đầu live giờ nó ngắt quãng mất mấy lần đấy. Đây. Con này các chị ghi là áo pha ren nhá. Thêm một cái tag logo này sẽ xinh hơn này. Áo xinh, ok chị, áo xinh, áo hot nhé, em không có sai đâu. Áo pha ren này các chị mình có thể mình cài hết cúc lên cũng được này. Xếp xanh cổ trắng á, xếp xanh cổ trắng. Không phải cổ trắng đâu, đấy là cổ màu be chị ạ. Đây, áo pha ren này mọi người ơi, xinh lắm. Con áo này mặc rất là tiểu thư luôn, nhưng mà cái này các chị mặc thêm cái tang áo này nhìn nó xinh hơn. Nếu mà có cái tang cài. Thêm một cái tang cài Dior vào nó sẽ đẹp hơn, nó đỡ trống. Đấy. Áo pha ren các chị ơi 175 dưới 65 cân. Em không bán theo set, em bán tách rời chị ơi. Các chị tự cộng tiền giúp em nhé. Quần em mặc ở 170. Vest không có size ở free size dưới 45 à dưới 54 cân. Đây áo xinh này. Áo xinh màu xanh các chị. Áo xinh màu xanh này, áo xinh màu trắng này, màu đen với cả màu nâu các chị nhá. Áo xinh 150.000 các chị nhá. Áo xinh 150. Quên tắt like đi. À Linh với quần áo chun nữa, sao tắt like nhá. Lên nó quần áo chun. Em mặc các chị ghi là áo phối ren. Áo phối ren em mặc đây giá là 100 bao nhiêu nhỉ? Áo phối ren em mặc là 175. Có màu xanh, màu đen với cả cái màu treo kia là màu nâu nhá các chị, em quên màu be nhá các chị nhá. Đấy bị lag rồi này. Wifi chán thế. Hôm nay em bắt nhờ mạng em nó hỏng đấy. Đấy trôi hết bình luận đi rồi này. Không mặc thử lại đâu, áo sọc mặc rồi, đấy là áo cầu vồng mặc rồi chị ơi. Lên lốt con áo chùn em tắt like nhá. Mạng kém lắm không lấy được. Quần áo lụa bao nhiêu, áo lụa nào chị nhỉ? Áo lụa nào? Đây nhá. Áo này của em không phải áo lụa, cái này gọi là áo tơ tằm chị ơi. Áo tơ tằm này là 205. Tơ tằm 205 chị ạ. Nên luôn áo chun nha các chị nhá. Chun rêu, chun cốm này, chun hồng. Áo chun này nhà em giá là 115.000 các chị ơi. Áo chun 115. Đây. Áo chun nha các chị nhá, 115. Ok. Áo xinh ok chị nhá. Áo lụa là cái áo tơ tằm đấy hả chị? Quần em mặc là 170 chị ơi. Nhiều muỗi thế. Luôn cái bầu mồm. Đây con này các chị ghi là áo chun nhá. Cái áo chun này của em giá là 115.000. Các chị thích mặc trễ vai không? Chị mặc lên vai cũng được.
mặc lên vai như vậy cũng được. Đấy, có màu cốm này, màu rêu, màu hồng sen. Quần mặc 170 chị ơi, quần dài không có chị ơi. Nó không có quần dài đâu. Áo xinh ok, hồng nhung. Đây, ghi mã này ghi là áo chun nha các chị nhá. Áo chun. Đây là xinh này. Đẹp lắm mọi người. Ôi nhìn con áo của em này. 150.000 một áo, SM dưới 62 cân. Đen này, trắng này. Cái kia là màu xanh đó chị nhá. Đấy là màu xanh nhá. Đây em mặc các chị lên đơn là áo chun, ok Ngọc Ánh. Áo phối ren đây nhá, em giơ lại cho các chị xem gần này. Phối ren màu xanh, phối ren màu đen. Phối ren màu be. Đây áo phối ren, 175 dưới 65 cân. Áo chun đây các chị ơi. Màu rêu này. Màu rêu, màu hồng với màu mặc là màu cốm nha các chị nhá. Áo chun này em bán nốt đợt này em sẽ dừng. Áo giá 115. Ok, quần đang mặc giá 170 em ơi, có kèm đai. Nhưng mà cái đai đai khác ở đây này đâu nhá. Cái đai đó, cái đai này. Quần trắng này hàng 2 lớp mà các chị không sợ lộ nhá. Hàng 2 lớp. Cái đai là đai như này nha mọi người. Đây, đai như này. Đây các chị nhá. Cái này nó là dáng khuy gài. Để khi các chị mình có thể mình lới lỏng hay là mình muốn cho nùi sai hoặc là tăng sai theo ý được nhá. Mình chỉ cần mình tháo khuy ra, mình khâu lại theo ý, theo cái độ dài vòng eo các chị mong muốn là được. Đấy. Áo này, quần này ghi là quần đấy. Quần sóc đai nâu, giá là 170.000, hàng 2 lớp, dưới 60 cân. Đấy, em mặc các chị lên áo chun đi mọi người. Áo chun nhá, rất là xinh, mặc đi biển đi chơi. Áo chun 115 dưới 58 cân. Con này hàng bé thôi nhưng mà siêu giãn luôn. Đấy, có màu hồng này, màu xanh rêu này. Đây là màu cốm nhá, con này hàng giãn rất là nhiều. Đây, dưới 57-58 cân. Áo thôi em thật, áo tím tơ tằm để like sau nhé, em buồn ngủ quá. Thôi các chị ơi, không mặc ở đâu, em mệt quá, em đi phải đi nghỉ sớm, không mai phải ốm mất, là mất nghỉ. Nó gọi như là lại mất hết cả công việc luôn đấy các chị ạ. Đây màu rêu này, màu hồng này. Với em mặc đó là màu cốm. Áo chun nha các chị ơi. Trễ vai cũng được. Sơ vin để suông đều đẹp luôn. Áo chun nha các chị nhá. Ok, hạnh ốc. Quần này có đen chị ơi. Có đen, có trắng và có nâu. Màu đen chỉ là màu đen xì thôi. Đây. Nhưng mà đây em đang hết size này, em không bán, em không dơ luôn. Màu đen đây. Hàng có 2 lớp nha các chị nhá. Màu đen tặng kèm đai luôn. Quần áo xanh kia là ghi là áo xinh chị ơi. Áo xinh giá là 150 chị nhá. Đây con này là áo xinh này. Giá 150. Đấy, áo xinh màu xanh này, màu nâu này, màu đen và màu trắng các chị ơi. Áo xinh 150.000, 150 nha các chị nhá. Thơm ba mọi người nhá, em tắt like đây. Thô nhúm có, thô nhúm là giá là 130. À quên, 140. Nhưng mà đâu ấy, treo góc kia rồi. Thô nhúm nó có màu nâu, màu trắng với màu cốm. Áo kế màu áo xinh bao nhiêu? Áo này chị ơi, áo cầu vồng 140. Đây là áo tơ tằm. Áo tơ tằm này của em là 205 nhá. Trước em bán là 199, bây giờ lên 205 rồi. Tơ tằm này bên ngoài nó bán toàn 270 thôi. Thôi em tắt like, các chị đi ngủ đi, muộn rồi, hơn 12 giờ rồi. Buồn ngủ quá. Nếu mà không buồn ngủ em cố like thêm đến tầm 15 phút nữa. Nhưng mà em buồn ngủ quá các chị ơi. Thôi đi ngủ nhá. Áo màu đó là áo gì chị ơi? Áo mặc trước áo chun đó. Đây à chị? Cái này áo. Em không nhớ áo nào mặc trước áo chun nhỉ? Thôi áo tơ tằm để tí em đăng ảnh cho. Áo chun em mặc nó là mặc được hai kiểu, trễ vai và lên vai. Đây cái dáng thả ra nó sẽ như này nha các chị nhá. Thôi em tắt like đây. Tơ tằm đúng rồi, chun gấu. Yên tâm, tơ tằm hàng loại 1 bên ngoài bán toàn 270-280 đấy các chị ạ. Em bán các chị giá rẻ thôi, bên ngoài nó bán đắt lắm, nó bán lãi nhiều lắm các chị ơi. Em bán lãi các chị được có 30.000. Thật sự em nhập vào đó là rất là đắt rồi, em nhập vào đó là giá là bao nhiêu nhỉ? Giá là 175 đấy. 175, 180 rồi đấy. Để lại các chị được có 25-30.000 trừ chi phí các thứ chả còn luôn đấy. Đây.
chuẩn hàng loại 1 luôn. Các chị xem chỗ khác xem hàng như nào. À quên, áo này em có 2 size ML dưới 65 cân nhá. Đây chun dưới đây chị này. Đây, áo tơ tằm đây các chị nhá. Áo này nhập đắt lắm. Đợt trước em nhập còn hàng 19 20, bây giờ nó còn giảm rồi đấy. Áo mặc ghi là áo chun em ơi. Áo chun nhá. Áo chun 115. Thôi bye bye mọi người nhé, em tắt like đây. Áo mặc ghi là áo chun. Để cho các chị 2 phút mọi người đặt lốt đơn cho em đi. Đây, mặc trễ cũng được, mặc lên cũng được. Sơ vi cũng được, mặc bể xuông cũng được. Ok, tơ tằm là 205. Ngày trước em bán là 199, bây giờ tăng giá rồi. Áo đấy hàng loại 1 nhá, bên ngoài là bán toàn 270, 280 ấy. 2 size là M và L, các chị yên tâm. Chuẩn như chỗ khác bán hơn 200, 270, 280 luôn. Thôi bye bye các chị nhá, các chị ngủ ngon nhá, em tắt like đây. Ok rồi, mai em gọi để chốt đơn cho các chị tầm bắt đầu từ lúc gọi bắt đầu từ lúc 9 giờ cho đến khoảng tầm tầm khoảng lúc bao nhiêu nhỉ? Lúc khoảng tầm 6 giờ tối nhá. Nếu mà không gọi được hết mà sau sẽ gọi tiếp. Nên các chị nào ngày mai chưa gọi đi chốt đơn thì các chị đợi ngày kia nhá. Tại vì đơn đợt này nó nhiều nên là em không gọi hết trong một ngày đâu, em đang thiếu nhân viên nữa. Thôi chưa, chúc các chị ngủ ngon nhá, em tắt like đây.